Rồi, cho hôm nay là cái bài đầu tiên, writing đầu tiên của tháng ha, cho nên là hôm nay thầy cũng chưa có bắt các bạn làm thử sức. Nhưng tới tiết sau là làm thử sức nha các bạn. Cụ thể là thứ năm này sẽ làm thử sức cái bài writing đầu giờ như cái phần đọc và phần nghe mọi người làm ha. Đó, thì cái phần bài này á, là bài phần 2 và cái bài thử sức sẽ cho các bạn làm này chắc cỡ 40 phút lận nha. Rồi thì thứ năm mình sẽ bắt đầu, còn hôm nay thì mình học thôi. Đó, cho các bạn ngồi coi chút xíu. Rồi thầy vô ha. Thì đối với bài này hôm nay là các bạn sẽ học bài trúng đề luôn. Vừa cái bài này là bài thi cũ của hội đồng thi nhưng mà nó trúng đề lại. Thì có một kinh nghiệm của thầy là thường những cái bài thi mà cỡ thi giấy đó nha, thi giấy thì thầy nói thi giấy là cỡ một năm trở đi thì thường nó vẫn có trùng lại. Không biết trùng bài nào thôi. Thì vẫn có bài mới. Nhưng đối với cách học của mình là mình học một cách viết và chung chủ đề thì thường lợi thế rất là lớn cho mình, tại vì các bạn sẽ vận dụng được cho bài cá. Rồi thầy nói chút xíu về phần viết một chút rồi xong mình sẽ vô tập viết. Hôm nay thì các bạn chỉ học cái introduction và thân bài một thôi. À, bữa sau thì mình sẽ qua thân bài 2 và đương nhiên có kèm bài thử sức đầu giờ chung chủ đề cho các bạn học luôn nhé. Tại vì hôm nay chút nữa các bạn vẫn sẽ làm cái phần nghe phần 3, 4, hôm trước là mình chưa có nghe. À, hôm trước mình chưa có nghe. Rồi cho nên hôm nay là các bạn sẽ được làm bài khó đó, cái bài phần listening ha. Rồi cái phần viết của các bạn thì phần viết phần 2. Đợt sau thì mình mới học phần 1, tính hôm nay cho các bạn học phần 1 trước nhưng mà tự nhiên nó báo trúng đề thành ra cho các bạn học cái phần 2 luôn. Đó, để cho các bạn có bài áp dụng bài thi luôn ấy. Này trúng à. Thì thường những cái phần trúng đề hoàn toàn đó các bạn thì thầy sẽ ghi lại cái ngày ha. Thực ra nó còn một ngày nữa thì vô mất tiêu, thầy sẽ lục lại cái ngày. Là cái bài này nó đã ra 3 lần rồi. À, bài này đã ra 3 lần rồi ha. Thì đó, nói chung là các bài mà có ngày thi bao nhiêu mà nó trùng á thì thường thầy sẽ ghi lại cho các bạn thấy à. Ừ. Thì các bạn khá nào mà có làm qua thì là các bạn nhớ. Ừ. Nhưng mà chắc các bạn khá đang cũng học xong hết trơn rồi. Rồi đợt này thì các bạn sẽ chưa khá hoặc là các bạn sẽ được làm bài mới ha. Rồi phần 1 thì đợt sau thầy sẽ nói, hôm nay phần 2 thì cái phần viết phần 2 là trong cái bài thi viết của các bạn 1 tiếng bao gồm phần 1, 2. Thì phần 1 bữa sau thầy nói phần 2 này là mình sẽ viết ít nhất 150 từ và trong khoảng là 40 phút. Nhớ nghe các bạn cứ nhớ như vậy. Nhưng mà thầy sẽ hướng cho các bạn là cái phần này là mình sẽ viết 45 phút mà phần 1 thì mình viết chừng 15 phút thôi. Tại vì phần này là sẽ điểm gấp đôi ha. Rồi cho nên là thầy sẽ hướng dẫn cái phần 1 nó sẽ gọn hơn, phần cho các bạn viết nó dễ dễ lấy điểm hơn. Còn phần 2 thì mình sẽ chuyên sâu để mình lấy cái điểm gấp đôi. Tại vì cái điểm của phần writing nó sẽ chia 3 phần, thì bài một biểu đồ là một phần thôi nhưng mà bài này thứ hai phần. Đó, cho nên là cái này sẽ là trọng tâm nhất nha. Và thường càng học về sau thì các bạn sẽ điểm cao của phần 2 nhiều hơn các phần 1 đó. Còn lý do như thế nào thì thầy từ từ thầy sẽ nói ha. Thường là các bạn học càng về sau thì nhất là cái điểm writing mà tăng giống như đợt vừa rồi các bạn thi tới 7 chấm phần write luôn thì chủ yếu phần 2 rất là cao nè. Còn lý do gì đó thì từ từ học và thầy sẽ cho các bạn thấy ha, các bạn từ từ nắm. Đối với cái phần bài này á, thì các bạn sẽ được học về chủ đề, tuy là một bài thầy đưa ra cho các bạn học một đề nhưng mà các bạn sẽ được học về kiến thức và từ vựng chủ đề, gọi là chủ đề. Ví dụ hôm nay là về chủ đề xã hội ha, cụ thể đó là người lớn tuổi lao động tiếp, đây là chủ đề về người già, cũng là chủ đề về xã hội ha. Rồi thực ra là trong đây nó sẽ còn có một bài nó sẽ có nhiều chủ đề kết hợp vô đó, ví dụ như là bài này nói về sức khỏe nữa nè đó, nói về sức khỏe nè, có chế độ dinh dưỡng, thu nhập, rồi có kỳ đó. Rồi có chủ đề về công việc nữa, à nó có gọi là kiến thức chuyên môn nè, hàng chục năm lao động này đó, nó sẽ có những chủ đề về công việc ha, hay là sẽ có chủ đề về công nghệ nữa, high adaptation, ví dụ như vậy, high end technology đó. Cho nên là một bài như vậy các bạn sẽ được học nhiều chủ đề, cho nên một bài là các bạn sẽ là đại diện cho các chủ đề mà các bạn sẽ được được học, mà các bạn học là để áp dụng cho bài khác nha. Cho nên là cái hướng học của mình
dù các bạn thi giấy hay là thi máy tính, đặc biệt là thi máy tính nha, là các bạn dễ trùng lại chủ đề, không nhất thiết phải là trùng hoàn toàn cái đề, dễ trùng lại chủ đề, tại vì dù sao thì trùng lại nguyên cái đề thì cũng cũng không phải dễ. Cái máy tính thì chứ nhiều khi nó dễ trùng đề hơn đó các bạn, tại vì mỗi người thi mỗi đề và hầu như nó sẽ lấy lại đề cũ. Đề từ thi giấy sẽ đưa qua nhưng mà vẫn có đề mới nha, nhưng mà chủ yếu sẽ đề cũ nhiều hơn thi giấy. Thi giấy là cái đề mà nó phải bỏ chi phí để nó làm đề mới nhiều hơn. Thi giấy thì chủ yếu người ta canh đề là canh đề thi giấy đó các bạn, còn máy tính mình không có canh được đâu. Với lại máy tính mỗi mỗi người mỗi thi mà, mình đâu có biết được cái đó là mới hay cũ, nhưng mà thường theo kinh nghiệm thì nó là những đề thi cũ được áp dụng lại ha, kể cả những cái bài mình học rồi luôn á, của các bạn khóa cũ luôn á. Rồi nói gì nói thì quan trọng cách học của mình là gọi là dễ trùng lại chủ đề cho các bạn lấy kiến thức để mình xài cho bài thi, an tâm hơn nhé. Nhớ nha các bạn, vậy thì là mỗi bài viết như vậy mình sẽ trọng tâm ở vấn đề là kiến thức và từ vựng chủ đề, kiến thức và từ vựng chủ đề, còn kiến thức và từ vựng chủ đề. Rồi các bạn sẽ có những bài thi như thầy nói là bài thử sức, sẽ là những cái bài khác cho các bạn vận dụng vô làm. Thì đó, bắt đầu các bạn sẽ vận dụng từ cái bài mình đã học đưa qua các bạn viết ha. Và cái cấu trúc viết các bạn khá cũng rất là quen cái này. Cấu trúc viết thường thầy cũng sẽ hướng cho các bạn về một cách viết luôn. Ví dụ như là ý chính, rồi lý do tại sao đó, rồi có thể ví dụ đó, có thể có ví dụ đó. Rồi có những bài là sẽ có nghiêng về ý phản biện nữa, cho nên là cái hướng lập luận các bạn sẽ được làm giống nhau luôn, một kiểu luôn cho các bài. Thì mặc dù là qua bài khác thì có thể mình sẽ chỉnh lại một chút, nhưng mà cái phong chung là các bạn sẽ có hướng một cách viết để cho các bạn hướng một cách lập luận để cho các bạn dễ làm nhé. Cứ ý chính xong mình sẽ đưa ra lý do trực tiếp rồi mình ví dụ chứng minh điều đó, còn cái gì đó thì mỗi bạn khác nhau như thế nào, ví dụ có phản biện gì đó thì thầy sẽ nhắc cho các bạn ha. Nhưng mà như vậy thì các bạn quen được cái phong chung, thì có những cái mới hơn mà phải chỉnh thì các bạn cũng vẫn dễ làm. Còn lại thì quan trọng vẫn là viết bài ha, và các bạn nhớ là write và speak, các bạn nhớ là bài cho thầy nhé. Nhớ là bài thì không cần nộp gấp cũng được, nhưng mà nhớ nộp là được. Chỉ khi nào các bạn đủ khá đó, các bạn đủ giỏi rồi thì muốn nộp cũng được, không nộp cũng sao, thầy sẽ kiểm cho các bài thi nhé. Rồi mình vô ha các bạn. Thì bài này thầy vẫn còn soạn, cho nên hôm nay là, mà đúng ra thì phần một cái phần tiểu luận như vậy thì mình sẽ học chia buổi, là ví dụ hôm nay mình sẽ học phần 1 tới body 1, rồi bữa sau mình mới học tới body 2. Thì thường là bữa sau là body 2 xong mình sẽ có bài thử sức luôn. Còn buổi đầu thì mình sẽ là mở bài với thằng body 1 chủ yếu. Thì cái bài này nói thật ra thầy cũng chưa có soạn xong đấy các bạn. Thấy nó nhiều chứ chưa soạn xong. Tại vì thầy sẽ còn tách ra một cái phần này, đây là nó có phần dễ này, cái màu xanh lá cây sẽ là phần dễ, nhưng mà thầy sẽ tách riêng một trang bên dưới nữa nha. Thầy sẽ đưa những cái này xuống một cái trang riêng, bởi vì thầy sẽ tách ra cho các bạn dễ coi, và cái từ vựng thầy sẽ giảm lại rất là nhiều, thậm chí là cái gợi ý tiếng Việt thầy cũng sẽ viết cái gợi ý cho cô dễ nữa. Còn cái gợi ý này không phải dễ nha các bạn, gợi ý này là gợi ý của câu, câu khó đó, của câu cũng là dạng nâng cao rồi, cho nên chút nữa là thầy sẽ hướng dẫn cái câu dễ ở đây và các bạn sẽ chút nữa viết câu. Thì đương nhiên mình sẽ tập viết câu dùng từ, thì các bạn sẽ dùng từ vựng đồng nghĩa, và chút nữa sẽ có hướng đổi từ vựng. Thì các bạn chủ yếu là thầy nói là các bạn cơ bản, các bạn mà chưa cứng thì các bạn chỉ cần lựa cái từ dễ là được nha, ví dụ như a view, an idea, a belief là được rồi. Các bạn chút nữa đổi từ vựng thì các bạn cứ chọn từ dễ là được trong một đống từ vựng thầy cho, tại vì cái này thầy sẽ còn soạn lại, thầy sẽ tách riêng ra cái trang nữa, nhiều công việc có thể chưa làm hết. Thì có gì thứ năm á, là thầy sẽ thứ năm thì đương nhiên mình sẽ học body 1 và kết bài đúng không, thì thầy vẫn sẽ ôn lại cái body 1, hoặc thầy nhầm body 2 và kết bài, thì thầy vẫn sẽ ôn lại body 1, thầy ôn lại thôi, thầy sẽ nhắc lại. Thì bữa đó thầy sẽ tách bài dễ, các bạn cơ bản dễ coi hơn nhé. Còn hôm nay thì vẫn ghi câu thường, nhưng mà các bạn cứ lựa từ vựng dễ cho thầy, tại vì sao cái trang riêng mà bài dễ thì từ nó ít lại á, các bạn nhìn đã rối tại nó nhiều quá. Thì đương nhiên là một cái trang đầu thầy sẽ viết theo kiểu hoàn chỉnh nè, có câu dễ của khó thì hoàn chỉnh thì đương nhiên nó sẽ nhiều rồi, ok ha.
chứ không là các bạn cứ cứ chọn cái dễ được rồi. Ừ. Bữa sau sẽ có trang dễ riêng ha, tại vì chung nó có ví dụ dễ các bạn cũng dễ làm, nói chung là nói ra cái gì cũng dễ còn là phải làm thôi. Rồi thầy vô ha, thì mở bài cái đề à, để thầy đọc cái đề chứ. Một số người tin rằng hay một số người nói rằng là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động, có thể tiếp tục lao động nếu như họ có thể làm, thì và mình đồng ý hay là không đồng ý với cái điều này. Thì một cái bài nó đưa ra một cái vấn đề ha, đây là bài nói về hỏi về mình đồng ý hay là không. Thì đối với một bài này nó sẽ đưa ra một cái vấn đề, nó đưa ra một chiều trước nha. À, cụ thể là nó đưa ra là người già nên người lớn tuổi nên tiếp tục lao động, nếu họ làm được thì cứ cho họ làm. Tại vì hiện tại bây giờ nó có cái quy định là người tới một mức tuổi nào đó là không nên làm nữa, lớn tuổi quá không làm được, hay là người ta không có tuyển dụng nữa. À đó, cho nên là nó mới đặt ra vấn đề là người lớn tuổi nên làm đi, cứ tiếp tục làm đi, nếu họ làm được thì cứ cho họ làm. Ừ, cho chơi các bạn. Thì nó mới hỏi mình đồng ý hay là không đồng ý với điều này. Thì đối với một bài đồng ý không đồng ý thì thường là tới những cái bài như vậy thầy sẽ luôn nhắc. Dù các bạn có nắm rồi thầy sẽ luôn nhắc ha. Là đối với bài đồng ý không đồng ý thì thường là mình sẽ có hai hướng trả lời, một là đồng ý hay không đồng ý hoàn toàn luôn. À, ví dụ như bài này ha, ok thầy ví dụ thôi, à, tôi đồng ý hoàn toàn với ý tưởng này là đúng là người già nên tiếp tục làm, nếu họ làm được cứ cho họ làm. Rồi mình sẽ đưa ra hai cái body để mình chứng minh điều đó ha, một chiều luôn. Hay là mình ngược lại là không đồng ý, thì tôi không đồng ý điều này bởi vì người già không đủ sức khỏe gì đó không được làm, mà sẽ đưa ra hai body để mình hướng một chiều là người già không nên làm. Ừ. Còn một cái nữa đó là đồng ý không đồng ý một phần hay là hai chiều cũng được, hai chiều cũng được, là mình đồng ý với việc là người già nên tiếp tục lao động nếu à, ví dụ thôi, nếu có họ có sức khỏe cứ cho họ làm, nhưng người lớn tuổi thì nhưng mà tôi không đồng ý với việc là người lớn tuổi làm những công việc đòi hỏi quá nhiều sức lực, dễ bị chấn thương, dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hay là những công việc mà cần cái sự tiếp thu công nghệ lớn mà người lớn tuổi thì bị thụt lùi so với giới trẻ đó, ví dụ như vậy. Thì ví dụ là những cái công nghệ mới này nọ thì đương nhiên cái đó là theo thế hệ mới rồi, thì cái người lớn tuổi quá thì họ không có đủ cái khả năng để họ làm. Ừ, coi như là cái chiều này là sẽ nói về những công việc không phù hợp với người lớn tuổi đó. Còn body một thì sẽ nói về việc là người lớn tuổi nên làm nếu à, nếu có sức khỏe. Cho nên á, bài hôm nay các bạn sẽ học là bài hai chiều ha, thì thường là mình gặp bài hai chiều nhiều hơn bài một chiều. Cái vấn đề thường nó sẽ dễ có hai mặt hơn đó. Và thường là nếu vấn đề mà mình dễ nói được hai mặt, các bạn nên nói hai mặt, tại vì có ý, mình có ý tưởng, mình có từ vựng, mình dễ nói hơn. Thì nói chung là các bạn có ý tưởng thì đương nhiên các bạn dễ nói hơn rồi. À, và khi mình dễ nói thì mình sẽ có cái hướng lập luận nó tốt hơn, nhớ nha. Và đúng thiệt là thường bài hai chiều nó dễ nói hơn bài một chiều nha bạn, tại bài một chiều thì nó chỉ có hai nguyên hai thân bài nó nghiêng về một hướng luôn, thành ra rất là khó nói. À, nhiều khi mình không đủ cái ý, mình không đủ cái mà thuyết phục ý tưởng mà thuyết phục cho họ, chưa tính tới việc là từ vựng ha. Rồi cho nên là hôm nay mình sẽ đi hai chiều. À, với thầy quên nói là cái trang riêng của bài đơn giản thì thầy sẽ viết lại cái bài hoàn chỉnh nữa nha. Cái này là bài hoàn chỉnh của kiểu nâng cao các bạn, cho nên là cái này là để cho các bạn nâng cao coi. Còn bữa sau thì thầy sẽ viết thêm một bài hoàn chỉnh của đơn giản nha. Bữa sau mình mới học body 2 thì sẵn thì ôn luôn. Thì thầy sẽ viết thêm một bài nữa nhưng mà từ vựng dễ, nghĩa là thầy sẽ lấy những cái cuộc xanh lá cây này thầy đưa xuống, thầy đưa vô thành một bài hoàn chỉnh mới. Bài hoàn chỉnh mới cho các bạn trung bình, các bạn cơ bản trung bình học là đơn giản ha. Đó cho các bạn dễ nhớ, nó dễ chứ thực ra nó cũng giúp cho các bạn điểm cao luôn đó, tại vì nó hoàn chỉnh được nha các bạn. Rồi còn gì nữa không ta? À quên, nhớ là các bạn sẽ có thêm cái tiết thứ bảy chủ nhật cơ bản, các bạn nào chưa cứng thì học thêm cái tiết đó nha. Thì thầy nói luôn này, thầy nói luôn để cho các bạn mốt nhớ, các bạn làm nè, thầy dặn lại ha, thầy dặn luôn nè, thầy dặn tất cả lớp luôn nè. Mình có cái lớp thứ bảy chủ nhật là lớp cơ bản, và cái lớp thứ sáu là lớp nâng cao khó nhất. Nhớ cái lớp thứ sáu là cái lớp mà bài
khó nhất của bốn kỹ năng luôn. Nhất là nói chung là khó nhất của bốn kỹ năng luôn ha. Còn thứ bảy chủ nhật thì sẽ là cơ bản là dễ, là nó mức dưới mức của thứ ba năm nữa, nói chung là cơ bản hoàn toàn. Thì thầy dặn là cái hai lớp đó thì các bạn sẽ linh hoạt giùm thầy ha, các bạn linh hoạt từ đợt này thì thầy, các bạn sẽ cho các bạn linh hoạt, nghĩa là thầy sẽ không bắt buộc. Các bạn có thể tự do học thêm cái lớp vậy nè, cái lớp thứ bảy chủ nhật trước đi ha, cái lớp cơ bản. Bạn nào còn yếu thì trên tinh thần là coi như lớp chính học luôn đi, bên cạnh lớp thứ ba năm. Còn yếu thì cứ vô học. Nếu mà yếu nhiều á, gọi là yếu cả bốn kỹ năng á, nếu mà yếu cả bốn kỹ năng á, rồi còn các bạn mà trung bình á, thì các bạn tùy chọn. Ví dụ như là cái bài của kỹ năng này các bạn còn yếu thì các bạn học thêm, tại vì sẽ có cái bài dễ, vừa học được bài trong tuần vừa học bài dễ. Còn bài mà các bạn nắm rồi đó thì khỏi vô ha, khỏi vô nha các bạn. Đó, như vậy thì bên thứ bảy chủ nhật thì sẽ chăm chú, thì sẽ đi từ chăm chú, với các bạn yếu hơn thì sẽ đi chậm lại rất là nhiều, như vậy thì nó sẽ phù hợp với các bạn yếu. Còn bài nâng cao thứ sáu thì đương nhiên cũng vậy, các bạn mà cỡ trung bình là học được rồi, tại vì sẽ làm quen luôn. Nhưng mà các bạn chưa đủ cứng á, ví dụ cảm thấy nó quá khó với mình đó, thì các bạn từ từ học cũng được, nhưng mà thầy vẫn khuyên học ha. Cho nên cái lớp thứ sáu với thứ bảy chủ nhật đó là các bạn sẽ tự do, tùy theo trình độ các bạn sẽ vô ha. Rồi, nhớ như vậy ha, thầy sẽ không nhắc nhở nếu mà các bạn vắng hai lớp đó. Nhớ nha các bạn. Nhưng mà mình phải chủ động, nhưng mà thầy vẫn sẽ kiểm soát nếu trường hợp các bạn yếu quá mà cứ vắng lớp cơ bản, mà thầy sẽ hỏi. Còn nâng cao thì chủ yếu thầy sẽ nhắc các bạn nâng cao, nhưng mà nâng cao thì ít nè, tại vì các bạn vẫn chủ động học được. Ok ha. Rồi vô. Thầy sẽ đọc luôn cái tiếng Anh nha, tại vì cái gợi ý này khó lắm. Rồi, thầy muốn nói nè. Thì ở đây đối với cái mở bài mình sẽ có hai bước, một là viết lại vấn đề được đưa ra và hai là trả lời câu hỏi. Rồi, thầy sẽ đọc luôn cái tiếng Anh nha các bạn. Tại cái tiếng Việt thầy chưa có bổ sung câu dễ. Thì đối với cái phần bài mà đối với viết lại vấn đề thì mình viết sẽ theo cách làm đơn giản thôi, còn lại là mình nâng về từ vựng. Là mình sẽ giữ nguyên cái vấn đề mình đưa xuống, mình sẽ đổi từ vựng là được, hoặc là có đổi cái cách viết, ngữ pháp viết thì các bạn chỉ cần đổi theo hướng ngữ pháp đơn giản là được, ví dụ như câu chủ động hoặc câu bị động là được nha. Đây là cái hướng làm cho cả các bạn, cho cả mức dễ cho đến mức khó nhất, chủ yếu là mức khó là nghiêng về vấn đề từ vựng. Ngữ pháp cũng có nhưng mà nó sẽ nó không có nhiều, chủ yếu là từ vựng ha. Còn cái cách viết sẽ là chung nha. Rồi vậy thì cái này mình sẽ viết là vấn đề thì mình sẽ đổi từ vựng đồng nghĩa, hoặc là dùng ngữ pháp linh hoạt, cái ngữ pháp đơn giản là được, câu chủ động, câu bị động là chủ yếu nha, động từ hoặc danh từ. Rồi thầy sẽ đọc luôn ha các bạn. Một số người nghĩ rằng ở trên á, dân số ngày càng già đúng không, dân số ngày càng già và người già nên tiếp tục lao động nếu có thể. Rồi ở đây thì nói cái bài này chút xíu nè, nghĩa là hồi nãy đầu giờ thầy có nói là cái đến một cái tuổi là bắt buộc các bạn phải nghỉ hưu, đây là vấn đề xã hội nha. Thầy nói chút xíu, đây là cái khi mà các bạn đến một cái tuổi nghỉ hưu là nó sẽ bắt buộc các bạn sẽ nghỉ hưu, và giống như là các bạn sẽ không lao động nữa, hay là cụ thể là không ai tuyển các bạn làm nữa, hoặc là buộc phải là giảm nhân sự đó. Hồi xưa đến giờ là như vậy, đến cái tuổi nghỉ hưu thì các bạn hầu như là chủ, giống như là bên giống như bên nước ngoài là nó sẽ có tiền nghỉ hưu mà chia tay với những người lớn tuổi đó, thì thường là nghỉ hưu là sẽ không làm nữa, thì nhà nước sẽ hỗ trợ trợ cấp thì các bạn biết rồi. Và thường là cái tuổi đó thì đi lao động thì rất là khó, thường là sẽ không có tuyển dụng cho làm việc ha, hoặc là phải giảm nhân sự. Chỉ trường hợp là cái người lớn tuổi mà kiểu cao cấp á, giống như là giám đốc hay gì lớn á, thì vẫn làm theo dạng cố vấn thôi, thì cái đó là số ít. Nhưng mà nếu mà tính theo người lao động bình thường thì hầu như là sẽ phải giảm nhân sự hoặc là phải nghỉ ha, không có làm nữa, không có đủ sức khỏe. Thì đến một cái mức tuổi đó là một cái mức tuổi bắt buộc phải nghỉ hưu luôn á.
Cho nên bây giờ nó cái đề này yêu cầu là người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc. Vậy thì có nghĩa là tuổi nghỉ hưu sẽ bị loại bỏ và người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Thì cái ý mà tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cái tuổi nghỉ hưu mà bắt buộc bị loại bỏ, tuổi nghỉ hưu bắt buộc nhé, nên được loại bỏ, thì cái đó là thầy đưa vô cho các bạn học luôn để cho các bạn biết vấn đề này. Nè, thầy đọc cái này đi ha. Một số người nghĩ rằng cái này các bạn coi coi, cái này chắc đây là giảm rồi quá. Với xã hội nghiệp lớn hơn. Vậy khi trong quá trình dạy thầy vẫn sẽ giảm bớt nữa nhé. Lúc mà thầy sọ không thấy nhưng mà lúc mà dạy thì thấy. Các bạn chỉ biết câu các câu màu xanh lá cây là được nhé. Thì một số người nghĩ rằng là cái này cái đề bên trên nói đó, hồi nãy cái này mình biết rồi. Thì là cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc, mandatory retirement, bắt buộc theo quy định của pháp luật đó mà. Cái tuổi nghỉ hưu ví dụ như bên Việt Nam mình là 65 hay 70 á, rồi là nên được loại bỏ, không 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 có bắt buộc nghỉ hưu. Và người lớn tuổi, older individual, cái này thì nó là người đồng nghĩa với chữ people nhé. Người lớn tuổi nên tiếp tục lao động, nên vẫn là một phần của lực lượng lao động, chính là tiếp tục lao động, thì chủ yếu là thay đổi từ vựng thôi, các bạn thấy chưa? Vậy đây cái câu này giống như vấn đề bên trên là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động, theo bên dưới cũng vậy ha. Mình sẽ có thể bớt thôi, thầy sẽ bớt cái chữ này lại cho các bạn dễ làm. Thầy giảng cái câu dễ trước nha các bạn. Rồi có một cái niềm tin rằng chính là nó thay cho cái chữ là một số người nghĩ rằng, các bạn cứ nhớ vậy nè. Đây là các vấn đề mà người ta đưa ra và người ta hỏi mình đồng ý hay không mà. Cho nên là cái này các bạn nên ghi thêm ha. Các bạn không ghi cũng được nha. Và some people think that, các bạn muốn ghi thêm dòng này cũng được nha, không ghi không sao nhé. Cái này cũng vậy, nó đồng nghĩa đó, cái này các bạn không ghi cũng được. Nhưng mà đương nhiên là nên ghi để nó nhấn mạnh vấn đề, tại vì mình đang lặp lại vấn đề mà. À, có một cái niềm tin rằng, thì nó cũng đồng nghĩa với một số người nghĩ rằng thôi, là cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc nên được loại bỏ, và hầu như nãy giờ là thầy dùng từ đồng nghĩa đó. Cái này, cái từ này bên trên có nha các bạn. Và người lớn tuổi là nên tiếp tục lao động, à con này dễ nè. Đó, được chưa? Các bạn thấy chưa? À giờ thì cái chữ mà tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cái này là thầy ghi thêm ha, ghi thêm cho các bạn học. Các bạn cứ học đi, học trước đi ha. Còn cái dòng là sao chứ là cái vấn đề nó lại nè. Tuổi nghỉ hưu bắt buộc nên được loại bỏ và người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Đó, các bạn thấy rồi đó. Chủ yếu là mình sẽ xoay quanh là vấn đề dùng từ đồng nghĩa. Rồi thầy đọc cái câu trả lời luôn nhé. Và cái hướng mà làm câu trả lời này sẽ là cái hướng mình áp dụng được cho bài khác luôn nha các bạn. Trước mắt thì các bạn sẽ lấy con này trước, các bạn đợi chút. Rồi thầy đọc thêm câu nữa nha. Còn mấy câu dưới thì các bạn có thể tham khảo và lấy thêm. Tại vì đây thầy biết nhiều lắm. Nhưng mà như thầy nói K1 sẽ ưu tiên các bạn trung bình, cho nên là thầy sẽ giảng câu trung bình thôi. À. Cái câu này thực ra cũng vậy luôn ha. Một số người tin rằng là cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc theo luật định, legally required retirement. Cái này là cụm danh từ nha. Là tuổi, là cái nghỉ hưu bắt buộc theo quy định là nên được loại bỏ. Từ này bên trên có nha các bạn. Dù còn khó thì các bạn cứ lựa từ dễ cũng được. Nè.
chữ nào khó là các bạn cứ cứ bỏ ra giúp thầy, cứ chọn chữ dễ là được. À, nhớ là những cái ví dụ như vậy cũng là cái hướng để cho các bạn học để lấy ý tưởng luôn á, còn các bạn khá là có thể chủ động đổi câu khác vẫn được, còn các bạn chưa cứng thì có thể vận dụng theo áp dụng tiếng Anh như thầy nói là sẽ có bài thử sức cho các bạn đó. À, cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc là nên được loại bỏ và người già nên tiếp tục lao động. Cái này cũng vậy ha, người lớn tuổi nên được xem như là một phần của lực lượng lao động, thì cái chữ này nó giống bên trên đó thôi, workforce hay là labor force là nó đó, nên được xem ha. Đó, cái này nó đổi chút xíu so với chữ B, thay vì ghi là thi cái gì luôn đúng không, còn này là được xem như là, thì cũng như vậy có sẵn từ vựng cho các bạn xài luôn đó, thầy cũng nâng từ từ cho các bạn, là một phần của lực lượng lao động. À đây thầy quên nói câu trả lời đúng không, rồi rồi các bạn coi nè, tôi nghĩ rằng ý tưởng này nên ừ, để chút đi thầy nói. Rồi, ý tưởng này nên được, cần được xem xét. Các bạn áp dụng con này cho thầy trước nha. Tại vì ở đây thì sẽ là xài được cho những cái bài mà đi hai chiều. Thực ra các bạn khá là cũng biết được vài cách viết của hai chiều rồi. Rồi, còn các bạn chưa biết thì vận dụng cái này trước nha. Câu này là cách nói dễ nhất. Đúng không? Các bạn hiểu vấn đề đúng không? Tuy nhiên tôi tin rằng ở đây người ta nói đúng không? Bây giờ là tôi tin rằng, tôi cảm thấy cũng được hay là tôi tin rằng cũng được, là tôi nghĩ rằng cái nào cũng được nhé. Tôi nghĩ rằng là ý tưởng này là cần được xem xét. À, cần được xem xét, các bạn hiểu rồi đó. Là nó cần phải xem xét à, chiều này như thế nào, chiều kia ra sao. Còn nếu trường hợp bài này hoàn toàn đồng ý là viết khác nha, sẽ có à, thầy gợi thầy ví dụ xíu là ví dụ như là bài này là viết theo đồng ý hoàn toàn đi à, mình thì mình sẽ nói thẳng luôn à, và ha, và tôi tin rằng cái này sẽ không tuy nhiên mà mình gọi là và tôi tin rằng hay à, lỗi, và tôi đồng ý hoàn toàn với điều này, và tôi đồng ý hoàn toàn với điều này, I totally agree with this idea, ví dụ như vậy đó, nó sẽ có cái chữ đó. Thì nói chung là câu trả lời không khó đâu, câu trả lời thì mình sẽ học theo một hướng trước. Nếu như nó là đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn, mình có thể xài kiểu đó. À, tôi tin rằng và tôi hoàn toàn đồng ý với điều này nếu như đi một chiều ha. Còn cái này là tôi nghĩ rằng là vấn đề này cần xem xét, thì xem xét gì đó thì ở hai khổ thân bài sẽ được nói được. Và bên dưới này cũng vậy hết nha các bạn, đều là đồng nghĩa hết đó, cho các bạn học trước. Thì các bạn mà chưa có vốn từ vựng với chưa nắm cách viết, các bạn học lấy vốn trước nha. Tuy nhiên tôi cảm thấy rằng là vấn đề này cần một số giải thích, một số điều chỉnh. Dù khó nhớ các bạn xài chữ này thì cho nó dễ. Tôi tin rằng vấn đề này, a statement đồng nghĩa với idea và viewpoint, là cần xem xét, thì cái này giống như bên trên. À, mấy con này thầy sẽ giảm chữ cho các bạn hết nha. Rồi con này là khó rồi, con này chắc 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 không cần đâu. Rồi chủ yếu các bạn sẽ quan tâm ba cái câu trên nhé, chủ yếu là về vấn đề từ vựng và đổi từ đồng nghĩa. Rồi các bạn cứ viết cho thầy trước nha. Vậy thì thầy đọc lại nè. Một số người tin rằng, hay là có một cái niềm tin tin rằng là cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc theo luật định là nên được loại bỏ, và người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Rồi ý tưởng là như vậy nha, còn từ vựng là thầy đã có đây sẵn rồi, các bạn cứ vận dụng và viết thử. Và tôi tin rằng là ý tưởng này cần phải được xem xét, còn xem xét gì đó thì chút nữa mình giải thích ở hai phần bài. Rồi nguyên cái này là giống nhau hết nha các bạn. Và cách làm như vậy các bạn nhớ là sẽ bây giờ là các bạn sẽ ghi câu ra, các bạn sẽ ghi từ vựng, các bạn ghi ra ngoài cũng được, là các bạn cứ ghi câu rồi đổi từ như thế nào đó cũng được. Các bạn còn bạn nào mà chưa cứng á, các bạn cảm thấy mình chưa cứng, các bạn cứ gửi vô một câu để thầy kiểm, tại vì
Mỗi bài viết các bạn học xong thì các bạn sẽ, như thầy đầu giờ thầy nói là các bạn sẽ gửi lại cho thầy kiểm, mà các bạn gửi thì gửi theo kiểu là hoàn chỉnh bài nhé, là có mở bài, có thân bài, có kết bài thì đủ, là viết một bài hoàn chỉnh á. Còn lúc mà các bạn tập viết thì các bạn tập viết câu sau cũng được, nhưng mà các bạn gửi vô lớp các bạn gửi một câu thôi nhé, rồi để thầy kiểm ở trên lớp, chủ yếu là các bạn yếu nha, thầy không bắt buộc gửi, nhưng mà bạn nào chưa cứng cứ gửi ha. Còn các bạn khá thì khỏi gửi cũng được, các bạn khá cứ dồn lại thành một bài cho thầy đi ha. Rồi viết đi, rồi có thắc mắc gì ta cứ hỏi. Giờ trước mắt cứ viết trước đây ha, còn cái còn chút nữa thầy sẽ giải thích cái ý của mình chút. Giờ bây giờ trước mắt ghi câu này trước nhé. Còn các bạn khá thì cứ chủ động coi từ vựng, đổi cái từ vựng và thậm chí là coi những câu nâng cao bên dưới này có cho. À, bên dưới nó còn nhiều lắm. Ở mấy cái từ vựng khó chịu lắm, cho nên là các bạn nâng cao sẽ coi coi thêm bên dưới nha. Còn các bạn cơ bản cứ vận dụng theo cái này, một ý để làm thôi ha. Cái này các bạn có thể sử dụng câu chủ động được nè, chắc để thầy ghi thêm câu chủ động ở đây là cái tuổi nghi hô bắt buộc nên được bỏ, nhưng mà các bạn muốn quay lại câu chủ động cũng được, là ai bỏ tuổi nghi hô các bạn, đó chính là chính phủ đó. Ừ, các bạn có thể đảo thành lại là chính phủ nên loại bỏ tuổi nghi hưu bắt buộc và người lao động nên tiếp tục lao động. Ok ha, để các bạn cứ ghi đi, sai đúng gì đó các bạn cứ gỡ vô để thực hiện. Rồi, đúng rồi, các bạn cứ ai ai gỡ cứ gỡ nha. Gỡ một câu thôi nha, các bạn gỡ nhiều quá thì đọc không hết đâu. Còn các bạn khá cố gỡ, các bạn khá cứ dùng bài cho thầy. Còn chỉ cái không hiểu gì đó cứ hỏi thầy cũng được. Tôi tin rằng là một số, tôi tin rằng là việc tiếp tục lao động sau khi nghỉ hưu thì sẽ là lựa chọn. Còn đúng là người từng trải, những bé làm thì rồi cho nên kiểu nghe vấn đề ha. Bé làm thì 5 điểm. Đợt này đang ráng kéo luôn 6 rưỡi 7 nha. Chăm học chưa? Đi nước tại qua Úc là nó bắt buộc nâng cao lắm. Ừ, biết hay nè. Và it is possible for them. Ok, tốt nè. Tôi có xu hướng là đồng ý hoàn toàn với điều này và tôi sẽ giải thích. À, cái này Lan em ghi ngắn thôi nha. Thầy hiểu, nhưng mà cái này sẽ bị trùng ý á. Tại vì tôi đồng ý rồi tôi giải thích, tôi nghĩ là nên xem xét, thì cái này bị trùng rồi nè. Tại vì cái chữ nên xem xét và tôi giải thích cho cái tôi đồng ý là nó giống nhau đó. Ừ, đừng đồng ý một phần. Ừ, nó đó, đúng rồi. Vậy nè, nếu mà đồng ý một phần là em lập, em viết là bị trùng nè. Tôi có xu hướng là đồng ý hoàn toàn với điều này và sẽ giải thích, là nó lại là nó giống như là một chiều rồi, hoàn toàn đồng ý mà. Rồi bên dưới thì lại nhắc lại là ý tưởng này nên được xem xét. Ừ, tôi sao câu này nó bị dài vậy, vậy là viết lộn đúng không, vậy là bị ừ. À, viết vậy là viết, nếu mà vậy là sai rồi rồi. Nhưng mà Lan thầy dặn nè, nên anh dặn là viết một cái thôi, viết đơn giản thôi được rồi. Một, chỉ cần cái này nè, tôi nghĩ rằng là điều này nên xem xét là đủ rồi. Hai á, là không cần xu hướng đâu, I tend to đâu, cái này mình khẳng định luôn. I partly agree with this argument là đủ rồi ha, không cần dòng này đâu ha. Còn giải thích gì đó thì cứ vô thân bài giải thích là giám khảo thấy, đừng ghi dài dòng, câu trả lời ghi ngắn thôi, đừng có tend to nha, ghi thẳng luôn. Ừ. I partly agree with this argument, this statement, hoặc là I think this notion has to be taken into account. Ví dụ như vậy, một trong hai thôi.
Đó. Các bạn nhớ câu trả lời mình cứ trả lời trực tiếp luôn nha, khẳng định luôn đồng ý như thế nào, đồng ý hoặc không đồng ý như thế nào, hoặc là viết như các thầy nói là cần xem xét, cũng là khẳng định rồi mà. Và mình sẽ xem xét như thế nào đó thì trong phần bài mình sẽ giải thích ha. Rồi thầy cho thêm hai câu dễ nè các bạn. Thầy cho thêm hai câu dễ nha. Là thầy sẽ ghi lại y chang cái đề bên trên luôn. À thầy sẽ ghi lại y chang cái đề bên trên luôn, thầy chỉ chỉnh lại cái từ vựng một chút thôi. À, cái này thì thầy bỏ luôn cái câu là tội nghiệp bắt buộc ha, chung là thầy nói cái bộ tội nghiệp bắt buộc. Câu này là thầy sẽ viết đúng cái đề luôn nha. Là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động nếu ở trên là nếu có thể cho họ làm đúng không? À, nếu như họ có thể tiếp tục làm việc nên là phần của lực lượng lao động nếu họ có khả năng làm việc tiếp ha, hay là người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc nếu như có khả năng cho họ làm, khả năng ở đây chính là nếu như họ có đủ sức khỏe hay là điều kiện công việc họ có thể làm tiếp. Thì câu này nó hơi chung chung thì có đó mình sẽ giải thích bên dưới ha. Thì cái chỗ này là thầy sẽ chủ yếu là đổi cái vụ thầy nói là thầy sẽ đổi danh từ hoặc là động từ, danh từ hoặc là tính từ hoặc động từ, ở trên là possible là danh từ đúng không các bạn, cái đề á. À đây nè, it is possible đúng không, ở đây thì thầy xài theo kiểu là danh từ, there is, nếu mà danh từ thì các bạn sẽ đi nhé, there is a possibility. Đó. Đây là một cách đổi từ đơn giản nhất nha. Vậy thì cái này thì người lớn tuổi đó thay đổi thành individual, nó đổi cho cái chữ people đó, người lớn tuổi nên tiếp tục lao động nếu có khả năng cho họ làm, khả năng đây là về sức khỏe hoặc là điều kiện làm việc ha. Hay trên đây là người lớn tuổi nên tiếp tục là lực lượng lao động, một phần của lực lượng lao động nếu họ có thể làm việc tiếp.
Đó, cái nào cũng được nha các bạn. Rồi, câu này đi ha cho nó dễ, các bạn tùy các bạn chọn. Có các bạn sử dụng cái ý là tội nghĩa vụ bắt buộc chính phủ nên bỏ và người lao động được tiếp tục làm, thì các bạn cứ xài câu đó cũng được. Rồi, tiếp ha. Xong mấy bạn được chiều lên đợt xíu này để thầy gọi. Của nhà lên mai rồi. Hai ngàn lần à, mai hả? Mê mê trả đổi cái tên không biết luôn, mê mê là mai đúng không? Rồi gửi đi các bạn, cứ gửi giùm thầy đi, gửi đi ha. Xong mình chuẩn bị qua thân bài số 1, hôm nay mình chỉ học tới body 1 thôi. Làm đi các bạn, gửi thêm ha. Thầy đọc lại đề lần nữa ha, xong rồi sẽ qua phân bài số 1. Một số người nghĩ rằng là cái người lớn tuổi nên tiếp tục lao động nếu có thể. À, người lớn tuổi nên tiếp tục lao động nếu có thể. Có thể ở đây là chung chung cho vấn đề về sức khỏe với điều kiện lao động ha. Câu này dễ nhất. Hay là người lớn tuổi nên tiếp tục là một phần của lực lượng lao động nếu họ có thể tiếp tục làm. Cái nào cũng được. Rồi cái câu này cũng dễ nè, cái này thì có đề cập đến tuổi lao động. Tuổi lao động bắt buộc là nên được loại bỏ và người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Rồi ha. Thì các bạn muốn viết ý nào viết cũng được nhé. Rồi bây giờ thân bài số 1. À, thầy đọc lại câu trả lời. Tuy nhiên tôi nghĩ là ý tưởng này cần được xem xét, hoặc là tôi đồng ý một phần với điều này. Có cái chữ này nè. Tôi đồng ý một phần với điều này. Chắc để thầy ghi thêm luôn cho các bạn đọc luôn. Rồi, các bạn muốn ghi cái này cũng được ha. Tôi đồng ý một phần với điều này, còn đồng ý như thế nào đó và cái mặt ngược lại là sao thì hai thằng bạn sẽ giải thích nha. Đó, các bạn muốn chọn cách nói nào cũng được. Thầy có ghi thêm cái câu nhấn đầu bài hay nhấn lại vấn đề nha. Một số người nghĩ rằng, hoặc là muốn cho nó bị động thì nó được nghĩ rằng cũng được ha. Nó được nghĩ rằng cũng được. Nó được nghĩ rằng là do nhiều người ta nghĩ đó. Hay là nó được nói rằng cũng được nha các bạn. Các bạn muốn lấy cái nào lấy, mà thậm chí không ghi cũng không sao luôn. Rồi ha, bây giờ đến thân bài số 1. Còn mấy câu khó thì để tính sau đi ha. Mấy câu bên dưới thầy sẽ chỉnh lại, thầy sẽ tách riêng ra cho các bạn. Rồi thân bài số 1 Thân bài số 1 thì bài này là cái body one, thì mình sẽ nghiêng về, mình sẽ giải thích cho cái điều mình đồng ý. Mình sẽ đưa ra cái ý chính hay là câu trả lời chính trước nha. Mình sẽ đưa ra ý chính hay câu trả lời chính trước tại sao mình đồng ý với điều này. Rồi các bạn coi chút xíu nha.
Rồi thì đọc tiếp ha. Mình sẽ đưa ra một main idea là ý chính. Đây là lý do tại sao mình đồng ý với điều là người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc. À, người đồng ý nên người lớn tuổi nên tiếp tục làm việc. Thì các bạn ai cũng biết là điều kiện sống hiện nay tốt hơn trước rất là nhiều. Điều kiện sống hiện nay tốt hơn trước rất là nhiều từ đời sống vật chất đúng không? Thu nhập người ta cao hơn và người ta có cái người ta chi tiêu để chăm sóc bản thân tốt hơn, cụ thể là về thu nhập cao hơn, đời sống cao hơn đúng không, thu nhập thì để người ta chăm sóc bản thân tốt hơn. Rồi bên cạnh đó là về thực phẩm cũng dinh dưỡng cao hơn trước, điều kiện tập luyện thể dục thể thao tốt hơn trước, nói chung là điều kiện sống tốt hơn. Rồi gì nữa, chăm sóc y tế, đặc biệt là cái quan trọng liên quan tới sức khỏe để lao động, đó là chăm sóc y tế chắc chắn là tốt hơn rất là nhiều. Vừa chữa bệnh tốt mà vừa có cái điều kiện thăm khám tốt, thì vậy thì tất cả chung quy về là lương thực thực phẩm, rồi chăm sóc y tế, điều kiện vật chất, họ nói chung nhiều cái lắm. Bài này mà các bạn tìm ý tưởng trên những bài nghiên cứu á, thầy gọi là bài nghiên cứu học thuật á, thì nó sẽ cho ra rất nhiều ý tưởng để các bạn làm. Cho nên á là những cái bài viết như vậy thầy vẫn sẽ còn cái hướng mở rộng cho các bạn, hướng mở rộng ý tưởng cho các bạn tự do chọn để viết ý riêng của mình đó nha. Hôm nay thì tạm thời là mình sẽ viết theo một ý trước để cho các bạn học một vốn ý tưởng từ vựng, tại như thầy nói là có xài bài khác, nhưng mà như thầy nói là thầy còn sẽ tiếp tục mở rộng ý cho các bạn đó nha. Nghĩa là thầy viết thêm những ý khác, nhưng thầy viết theo kiểu là gạch đầu dòng thôi, cho các bạn tự đưa vô để các bạn ráp, để tự các bạn suy tư duy về cái câu giải thích của ví dụ cho điều đó. Nghĩa là outline ha, một cái dòng outline để cho các bạn tư duy thêm, để cho các bạn suy nghĩ à, có ý như vậy thì mình sẽ giải thích như thế nào đó, cho các bạn tư duy thêm. Tại vì nếu mà giải thích, nếu mà cái ý tưởng cho những cái bài như vậy nó nhiều lắm nha các bạn. Nếu mà nó là người lớn tuổi mà để lao động tiếng, chọn cái này lên bài nghiên cứu nhiều lắm, thì còn sẽ mở rộng cho các bạn làm rất là nhiều nha. Tại vì nó là chủ đề xã hội và sẽ làm được rất nhiều bài luôn. Rồi thầy nói tiếp ha. Đó, vậy thì chung quy là về điều kiện chăm sóc y tế, đời sống vật chất kết hợp với thu nhập của người dân cao hơn trước thì sao? À, người ta có sức khỏe tốt hơn. Đó, thầy nói tổng quát như vậy cho các bạn hình dung được cái ý tưởng của khổ thân bài 1 nhé. Rồi, còn giải thích thì bây giờ mình giải thích nè. Vậy thì cái ý đầu tiên thầy sẽ khẳng định cho việc mình đồng ý bên trên là cái người lớn tuổi vẫn có sức khỏe để tiếp tục lao động. Người lớn tuổi có sức khỏe tốt để tiếp tục lao động ha. Vậy thì cái câu đầu tiên các bạn cũng sẽ viết một câu chủ động hoặc câu bị động đều được. Các bạn cứ cứ viết thoải mái, nếu mà mình đừng có sợ sai, các bạn cứ ghi ra giống như bạn ghi vậy đó. Thì nhắc lại là chủ yếu các bạn còn yếu á, thì các bạn cứ gửi ra để thầy coi nhé. Còn không thì để nào cái bài cũng được. Rồi vậy thì thầy gửi đầu tiên, mình khẳng định mình đồng ý với điều này, đó là vì người lớn tuổi có sức khỏe hiện nay, nhưng nhớ là hiện nay người lớn tuổi có sức khỏe để tiếp tục lao động. Hoặc là bạn nào muốn so sánh, muốn nhấn mạnh so sánh thì mình nhấn mạnh thêm cũng được. So với hồi đó khi mà điều kiện cơ sở vật chất chưa tốt thì người lớn tuổi hiện nay đủ sức khỏe, đủ sức khỏe để tiếp tục lao động vì đời sống đã được nâng cao so với trước, nó cũng được đó. Các bạn nào khá thì các bạn nói thêm kéo dài là một chút, có nghĩa là có một câu so sánh đó. So với trong quá khứ hay so với hàng chục năm về trước thì hiện nay người lớn tuổi có sức khỏe tiếp tục, có sức khỏe tốt để tiếp tục lao động. Còn gì đó thì chúng ta mình mới giải thích nhé. Còn không có thôi, các bạn cứ ghi một câu trực tiếp đơn giản là được: hiện nay người lớn tuổi có đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, đơn giản như vậy thôi nhé. Để thầy ghi thêm câu nha các bạn, câu này ngắn là không có dài, để chắc thầy ghi thêm cái câu dễ, để câu này như từ vựng nó cũng hơi nhiều. Tại thầy chút nha, để thầy thêm câu dễ cho các bạn vận dụng vô.
Ở đây thầy ghi câu rất là đơn giản nha các bạn. Hiện nay, quên, có cái chữ này các bạn ghi thêm giùm thầy, tôi quên đi. Cái chữ này là để nhấn mạnh cho body one đó, mặt thứ nhất, tại vì mình sẽ còn mặt thứ hai nữa nha, thầy quên đi, để thầy ghi đi. Có gì các bạn ghi giùm thầy ha, để thầy sẽ bổ sung thêm. Là mặt thứ nhất thì hiện nay là người lớn tuổi có sức khỏe tốt và họ có thể là lao động tốt, nó chỉ như vậy thôi. Có thể tiếp tục lao động tốt hoặc là có thể lao động tốt cũng được. Ở đây thì bắt đầu thầy giảng mấy cái về từ vựng chút xíu nha. Thì cái này cũng vậy, nhưng mà đây mình có từ vựng đó là in good health, be in good health, nghĩa là trong điều kiện sức khỏe tốt. Và dòng là sao thì giống rồi, productively là nó đồng nghĩa với effectively. Còn cái này tính từ ha các bạn, người lớn tuổi thì thường ha, generally đồng nghĩa với often đó, các bạn không thêm cũng được nhé, là healthy, khỏe. Và có thể cái chữ này nó đồng nghĩa với cái chữ can đó. Cái này nó đồng nghĩa với cái chữ be able đó các bạn. Các bạn biết chữ be able đúng không? Be able to do something đó. Còn cái này là be capable of, đó, cái này thì mình nghiêng về từ vựng. Có thể ha các bạn. Chữ này nó đồng nghĩa với chữ be able to ấy, nhưng mà be able là cộng chữ động từ thêm to. Còn cái này be capable of, be là trước có rồi. Nó sẽ cộng cho động từ thêm in ha. Vậy là có thể duy trì đời sống làm việc hiệu quả, thì cái này nó lại nghiêng về danh từ và tính từ ha. The work life, đời sống làm việc, rồi anh dùng tính từ hiệu quả. Duy trì một đời sống làm việc hiệu quả. Đó, trong khoảng ba câu này là được nha các bạn. Còn câu dưới khó quá, cái này để sau, cái này chắc là nâng cao rồi. Rồi các bạn cứ ghi cho thầy ha. Ở đây thầy có ghi sẵn từ vựng hết rồi. In the present time, with the knowledge of medical development, the elderly are still healthy enough to continue working. Đúng rồi. Các bạn cứ nộp đi nhé. Ngày mai này cứ nộp đi để coi viết sao. Ráng dí theo các chị UH khóa cũ của thầy viết 7 chấm rồi. Dí theo nha. Một khi đã mình đã xong suýt là mình biết mình tốt nghiệp rồi, bây giờ mình sẽ lo về IELTS cho nó giỏi để đi làm ha. Cái vấn đề mà trình độ tiếng Anh càng giỏi là càng càng nhiều công việc để xài chắc chắn luôn các bạn. Các bạn cứ giả bộ mình giỏi thiệt. Các bạn mà thử giỏi thiệt một phát đi các bạn. Đủ thứ việc để làm đó, chứ không phải là nó sẽ áp dụng cho cái chuyên môn mình đang làm luôn. Thử đi, nhất là những ngành mà về business. Nói chung là mọi ngành nghề luôn, nhưng mà những ngành nghề mà có liên quan tới kinh tế á, là nó kinh tế và kỹ thuật á, là nó xài cái tiếng Anh kinh khủng luôn á. Kinh tế là về giao tiếp thương mại tùm lum tà lả, làm việc mỗi ngày, giao tiếp khách hàng, hoạt động giao dịch, đủ thứ hết. Nói chung các bạn ra làm thì hầu như là không phải nhất thiết chuyên môn, các bạn làm nhiều cái hết, nó khác nhau lắm. Kỹ thuật thì chắc chắn rồi, phải sử dụng ngôn ngữ trong quá trình nghiên cứu nữa. Tài liệu nó nhìn chung nhiều cái là đụng tới lắm, các bạn cứ giỏi là các bạn sẽ thấy. Ghi đi ha, các bạn cứ ghi đi.
Rồi ghi đi ha, chuẩn bị mình qua lý do trực tiếp nha các bạn. Câu này rất là đơn giản, thì mình khẳng định rằng ở trên mình đồng ý việc là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động, tại vì hiện nay người lớn tuổi có sức khỏe tốt và làm việc hiệu quả, có thể làm việc hiệu quả. Ghi đi nha. Nga Nga Mai bạn nào chưa phải ghi đây là biết rồi. Phương Nhi nhớ ghi đây con, để chị coi người Lan Anh đúng không, ghi thấy ghi tốt mà. Bình ghi luôn nha, bé Hiền ghi luôn nè. Rồi tiếp theo nói về các bạn phải ghi tới ghi luôn cho nó nhớ nha. Lý do trực tiếp à, đưa ra lý do trực tiếp, bài nào mốt cũng sẽ như vậy luôn nhé. Mình sẽ đưa ra lý do trực tiếp tại sao người lớn tuổi hiện nay đủ khỏe để tiếp tục lao động. Thì nếu theo ý tưởng thì hồi nãy thầy có nói rồi, dinh dưỡng tốt hơn nè, thu nhập cao hơn nè, tiến bộ y tế nè, an sinh xã hội tốt hơn, nói chung nhiều cái nhiều vấn đề đó. Đó cái này các bạn mà lên mạng mà kiếm bài nghiên cứu á, chắc chắn là thầy dẫn sẽ lên lục những bài nghiên cứu đưa bổ sung ý tưởng cho các bạn học, tại này là về vấn đề xã hội các bạn thấy không. Nếu mà nói về thu nhập, về điều kiện chăm sóc y tế là cái này là về chủ đề của chính phủ luôn á, chủ đề xã hội, chủ đề về an sinh xã hội, chăm sóc người già của chính phủ luôn. Đây là bài mà sẽ xài được cho bài khác luôn. Đó có cái bài trùng đề nữa, thứ năm thì sẽ cho lại. Thấy chưa? Mấy cái này thì chắc chắn nó trùng vô chủ đề về xã hội, về vấn đề an sinh xã hội rồi nè. Rồi thầy đọc tiếp ha. Dinh dưỡng được cải thiện, thu nhập nâng cao, tiến bộ y tế. Và chính những cái này giúp cho người ta chất lượng cuộc sống và nền tảng sức khỏe tốt. Đặc biệt là sống lâu hơn nè. Đúng rồi, sống lâu hơn để lao động tốt. Tránh được vấn đề bệnh tật cơ bản nha. Chứ người ta không nói về sự cố nha các bạn. Nhớ cái này, không có nói về sự cố. Mà đang nói về một cái nền tảng chung về vấn đề sức khỏe, thì khi mà có sức khỏe tốt thì tránh. Tránh về vấn đề bệnh tật. Tránh về vấn đề bệnh tật à, thì nói chung là có sức khỏe tốt là mình có thể sống lâu hơn và mình lao động tốt. Cái đặc biệt quan trọng nhất vẫn là có sức khỏe để lao động đó, nhớ nghe các bạn. Và thầy thấy cái tình hình bây giờ nó ngồi này. Người lớn tuổi hiện tại là đúng họ khỏe hơn trước, thậm chí là họ còn lao động rất là tốt. Nhưng mà cái người trẻ hiện nay xu hướng thì bị lối sống thụ động rất là nhiều và xuất hiện người trẻ mà giống người già và đau lưng mỏi gối nhức mỏi toàn thân à, vì bệnh giống như người già cái gan nhiễm mỡ à, huyết áp gì đó, bệnh của người lớn tuổi mà mỏi thì nên cái đó sẽ là cái có cái bài mà tới tình trạng sức khỏe mà có đụng nói về giải thích về tình trạng sức khỏe người trẻ lấy cái đó dùng nói được đây. Lối sống thụ động chứ thể thao là nó đụng vào một đống bệnh luôn. Ngồi nó đúng là người già tốt hơn nha các bạn, không biết sao người già giờ khỏe hơn trước rất là nhiều, lao động được luôn. Người trẻ thì đang bị xu hướng giống người già. Rồi ai bị biết ha, các bạn coi luôn tiếng Anh nhé. Đây bởi do dinh dưỡng cao hơn. Bởi vì dinh dưỡng cải thiện thu nhập cao và tiến bộ y tế, con người sống lâu hơn để lao động. Rồi câu này dễ ha, còn cái câu nâng cao cứ để đó đi, chúng là thầy nói thôi. Bởi do dinh dưỡng tốt hơn, các bạn đợi xíu có đứa rồi đâu bên đó.
Rồi tiếp mà các bạn cẩn thận với hiền. Được. Em không dùng động từ to be phía trước this. Cái chữ capable là nó xài chung với be, giống như I. Thay vì mình xài là I am able to đúng không? Thì mình có là I am capable of do something. Cái này là nó là kiểu đổi chữ cho cái cách dùng từ của I am able to do something, nó vậy thôi. Cái này nhưng mà capable of thì nó sẽ là cộng dấu in. Em muốn xài nào cũng được. Còn không thì em xài can. Có nhiều cách nói của cái chữ có thể mà can, could cũng được. Could cũng cũng là nói về cái khả năng ở hiện tại nha, nhưng mà nó yếu hơn can. Ừ. Rồi không thì xài luôn be able hoặc là be capable, be likely to. Đó, có nhiều cách nói mà. Cứ ghi đi, giờ không chắc ăn cứ ghi thầy coi thầy sẽ hỏi lại. Ở thời gian này hồi nãy có đứa nó gọi là nó báo hiện tại bây giờ là hack Facebook, các bạn biết rồi đúng không, là hack Facebook rồi cái gì đó hack Facebook rồi yêu ơi rồi nhờ chuyển tiền gì đó, nhớ nghe các bạn. Tại vì cẩn thận cái vụ đó, phải nếu mà lỡ bị đó phải hỏi kỹ lại cái người bạn của mình như thế nào nha. Tại bây giờ nó giờ có dù mà em gọi các em mà gọi xác minh lại mà qua Facebook đó là nó cũng giả được cái mặt nha. Này các bạn biết rồi đúng không, nó giả được cái mặt luôn, nó y chang không khác gì hết. Coi như là cái đó tội phạm mình mạng rồi, nó giả cái mặt người bạn mình luôn, giả giọng nói y chang luôn khác gì đó. Cho nên tốt nhất là em các bạn phải gọi lại cái số điện thoại của bạn hay gì đó hỏi. Nhưng mà chỉ có một cái điểm chung của các tội phạm mạng là nó sẽ yêu cầu là chuyển tiền. Tại các bạn hiểu ý vấn đề đúng không? Đa số ví dụ như là mình có nhờ vả mượn ai đó tiền thì nghe là biết, có nghĩa là rất là hiếm hoặc là khó khăn hay cái gì đó mới nhờ, nhưng mà nhờ theo cái dạng là một cách rõ ràng hay là vấn đề gì. Rồi, cái thứ hai á, còn nếu mà trường hợp mà nhắn mà nhờ liền là biết rồi là mình phải gọi và hỏi lại kỹ người bạn của mình. À, cái gì nữa ta? Cái thứ hai gì nữa này các bạn, cẩn thận gì nữa này. Là nếu như có nhờ chuyển tiền á mà nó đưa cái tài khoản, thường các bạn đưa kiểm tra cái thông tin á, nó thường là đúng cái tên của cái người bạn mình luôn. Có nha các bạn, tại vì tài khoản ngân hàng bây giờ là nó làm tới mức gọi là nó tạo một cái tài khoản ảo nhưng mà đúng vẫn đúng cái tên. Không biết bây giờ mấy ngân hàng nó đang mở rộng tìm kiếm khách hàng thì nó lại cho thoải mái cái bộ là tạo tài khoản, nhưng mà vô tình là dướng vô cái tạo tài khoản ảo mà nó đúng cái tên, nó dùng thông tin căn cước giả luôn mà nó đúng cái tên luôn nha các bạn, không có khác cái tên bạn mình luôn á. Hồi xưa giờ là dạng là đúng số tài khoản rồi có cái tên thì mình chuyển đúng không, nhưng bây giờ là nó lại rơi vào tình trạng là đúng cái tên luôn, thành ra là hầu như là tới bước đó ai ai cũng bị dính, rất là ghê. Đúng cái tên của anh không có sai đâu. À, lúc mà nó chỉ lấy tiền là nó đưa cái qua cái tiền khác của nó thôi, chứ nó không phải lấy tài khoản nó đâu. Không phải như trước là cái tên người khác là mình biết rồi, nhưng mà không phải, vẫn đúng cái tên. Cho nên là nếu như các bạn gặp trường hợp đó là các bạn phải gọi con số điện thoại của bạn mình luôn, số điện thoại trực tiếp đó, thì nó chỉ là nó hack về Facebook với Zalo, nhưng mà còn cái số tổng đài, số điện thoại cá nhân của mình sao đó hack được. Nên là cái đó là mình có đăng ký căn cước công dân lên số điện thoại mình thì chắc chắn không không có bị rồi. Đó thì nó chỉ xoay quanh vấn đề mạng là Facebook với lại Zalo, Zalo vẫn có thể bị. Ừ. Tại nó dùng số điện thoại ảo được mà, cho nên là phải gọi lại chính xác cái số điện thoại của bạn mình để hỏi nha. Nếu mà có đó mà các bạn cứ nhớ tâm lý về vấn đề là nhờ vả về tiền bạc thì hầu như là người ta nếu mà có nhờ người ta vướng cái gì lắm hay là khi mà nhờ thì rất là ngại, nó sẽ có cái vấn đề đó chứ nó không phải thẳng thừng giống như là các tội phạm mạng nó làm, nhớ nghe các bạn. Thì mặc dù mình biết nhưng mà nhiều khi mình không có để ý, mình dễ rơi vào cái đó. À. Cho nên liên quan tới vấn đề là chuyển khoản phải hỏi kỹ. Ừ. Một cái mẹo mà dễ dễ nhất là vấn đề mượn tiền thì rất là khó, mà cái người muốn mượn cũng phải có cái gì lắm, hay là cách nói là mình biết là phải rất là ngại khi mượn tiền nhau. Cho nên là nếu mà gặp cái trường hợp mượn kiểu đó thì phải coi như là mượn theo kiểu là rất là nhanh, là mượn liền á, hầu như ai mượn nhau ít khi mượn liền lắm. Ừ. Ít khi mượn liền lắm, mà nếu mượn liền là coi chừng nghi nó đó, tại vì cái tụi mạng này nó làm rất là nhanh để nó lấy liền, mà nó lấy xong nó chuồn nữa. Cho nên là các bạn phải cẩn thận nha.
Thì nhắc lại là cái này công an cũng báo luôn rồi, là cái trường hợp mà gọi hồi nãy thì nói gì đó, à hack Facebook mà để gọi xác minh qua số điện thoại, gọi qua video call là nó giả được cái mặt này, rồi cả tài khoản ngân hàng cũng đúng cái tên luôn, nhưng mà thường chắc chắn là số khác, cái số tài khoản khác, tại vì cái số tài khoản mà của cái chủ của cái người bạn mình thì nó chỉ có số đó thôi, nó không làm số khác được, nó sẽ lấy số khác nhưng mà đúng cái tên. Nhưng mà thường mình rất là đâu có nhớ được số của bạn mình là gì đó, cẩn thận cho thầy cái đó nha. Ừ. Và một cái nữa kinh nghiệm của thầy ha, cái này thì bên ngoài không có nói, đó là mượn tiền rất nhanh kêu chuyển liền, tại vì thường mượn tiền nhau rất là lâu lắm các bạn biết rồi đúng không, cho nên là kêu chuyển liền là phải hỏi liền, cẩn thận nha các bạn. Đó kinh nghiệm chính xác của thầy đó, thường nếu mà có mượn nhau thì mượn lâu lắm, nó không có nhanh được đâu. Ừ, phải. Có gì đó tại vì bản thân mình cũng ngại với nhau cho nên mình rất là khó, càng quen càng càng ngại mà, cho nên là kêu chuyển liền là phải đánh liền, giống như là trước đó đang nói chuyện bình thường cái gì đó không có cái gì đâu, tự nhiên kêu chuyển tiền là phải biết hiểu ý nha, các bạn phải chú ý cái điều đó, đó là kinh nghiệm chung ai cũng biết đó, mà nhiều khi mình không có nhớ đó. Rồi ha, rồi tiếp luôn hả các bạn, tại nay có bạn gọi qua nhắc nhắc thầy coi mới luôn nè, gọi qua xong là cái chính cái Facebook của đứa đó nó nhắn luôn nè, nó hello thầy tưởng hôm nay nó vắng, nó vắng tiếp mà nó học bên tuyết mà hôm nay đâu vắng tiếp gì đâu, kêu kêu thầy liền à, giờ bị hack, có người hack đó, tiếp hai các bạn. Vậy thì là bởi do dinh dưỡng được cải thiện, thu nhập tốt, điều kiện y tế chăm sóc tốt, các bạn thực ra là các bạn đưa cái khác cũng được, ví dụ như là điều kiện luyện tập thể thao cũng được nè, tốt hơn, giống như phòng gym đó, nó cũng tăng về sức khỏe và dinh dưỡng tốt hơn, các bạn đổi chữ khác cũng được, chữ dinh dưỡng cũng được, hình như mình nâng cao bên dưới thì có cho nè đó, các bạn có thể tham khảo mấy câu nâng cao để các bạn lấy từ vựng cũng được. Bởi do những cái điều kiện này tốt cho nên là người ta sống lâu hơn, rồi các bạn có thể thêm kéo dài câu ra cho thầy cũng được nhé. À, con người bây giờ là sống lâu hơn và đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, nó có những cách nói mà. Vậy thì chỗ này là mình xài due to, thực ra nó là because of, đồng nghĩa với cái những cái ngữ pháp bên trên này cho bởi do ha. À, để thầy ghi thêm một cái ngữ pháp cho các bạn nhé, đợt xíu để thầy ghi thêm một câu nữa. À quên, có nè, quên rồi. Còn các bạn cái là nhớ là cái ngữ pháp của chữ due to nó đồng nghĩa với chữ because of. Because đó, thì nó đằng sau nó sẽ là cộng cho danh từ hoặc là động từ cái mean nhé. Sẽ đọc lại câu này trước nè. Bởi do dinh dưỡng cải thiện, thu nhập tăng cao và điều kiện y tế, tiến bộ về y tế, các bạn muốn cho cái khác cũng được. Điều kiện tập luyện thể thao, theo dõi thăm khám, dinh dưỡng tốt hơn gì đó cũng được. Không cần nhiều ha, các mình ghi một số cái thôi. Thì người ta là sống lâu hơn và có thể lao động, đủ sức lao động tốt hơn. Câu này cũng vậy nè. Sức khỏe của con người thì cao hơn. Sorry, tuổi thọ con người cao hơn. Thì nó đổi cho cái chữ là sống lâu hơn đó. À không thì các bạn ghi chữ tuổi thọ cũng được. Tuổi thọ của con người hiện nay thì cao hơn, mở rộng hơn, cũng là lâu hơn, prolong là có nghĩa là kéo dài hơn đó các bạn. Hai từ này nó đồng nghĩa là chữ kéo dài đó. Đó, tuổi thọ kéo dài hơn. Bởi vì, à các bạn biết chữ ngữ pháp này đúng không? Bởi vì, thì theo ngữ pháp của cái chữ because thì đằng sau mình sẽ viết mệnh đề nhé. Mệnh đề nghĩa là các bạn sẽ viết đầy đủ chủ từ, động từ bình thường hết. Bởi vì người lớn tuổi có dinh dưỡng, thu nhập và tiến bộ y tế tốt hơn. Nó dễ không? Hay là người ta nhận được không được, người ta có được không được. Người ta hiện nay sống lâu hơn bởi do, à câu này giống nha các bạn, câu này giống thì chỉ đổi từ thôi, cũng xài due to á, thì cái due to này các bạn muốn viết đầu câu hay viết đằng sau cũng được, bởi do chất đồ ăn chất lượng hơn, thu nhập đã tăng và tiến bộ về chăm sóc y tế.
Rồi chú ý mấy câu này thôi nha. À cái này cũng được, cái này cũng dễ nè. Rồi nói gì chứ các bạn vẫn ghi đi ha, ghi đi, các bạn ghi đi. Ý thì dễ, chú ý là thầy coi các bạn dùng từ. Còn mấy câu nâng cao thầy giảng sau nhé. Chút nữa thầy nói thành câu này, cái này tại Việt Nam nè. Cái này thì thầy lấy ví dụ để giải thích luôn. À thôi để thầy đọc luôn đi ha. Bạn nào biết làm thử nè. Cái câu này, cái màu cam như vậy là thầy đang gợi ý để thầy bổ sung thêm đó. Thì bạn nào viết được cứ viết nè. Cái này của bên Việt Nam mình nè. Ở đây thì thầy lấy ví dụ để thầy giải thích luôn đó. Tại Việt Nam thì cái người lớn tuổi được bảo hiểm y tế miễn phí nè. Đó, cái này rất là hay nghe rồi. Được hưởng hay được nhận cũng được. Người lớn tuổi là được hưởng bảo hiểm y tế. Rồi với phương pháp và công nghệ điều trị tiến bộ. Đó. Còn không các bạn không nhớ các bạn có thể viết đơn giản cũng được. Là người lớn tuổi được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí nè. Và các bạn không cần ghi là phương pháp công nghệ điều trị tiến bộ cũng được nha. Nếu mà mình khó nhớ, ý này quan trọng. Ý này là quan trọng rồi. Người lớn tuổi được bảo hiểm y tế miễn phí. À, hay là được nhận hay là có bảo hiểm y tế miễn phí cho người lớn tuổi. Và người lớn tuổi được theo dõi, chăm theo dõi sức khỏe thường xuyên ha. Rồi để tránh bệnh nguy hiểm. Đó, cái này của Việt Nam mình nè. Thầy nghĩ chắc nước khác cũng có đó, nhưng mà các bạn cứ cứ lấy Việt Nam là được. Bạn nào biết được, thử với ý này nhé. Còn mấy cái này nâng cao quá thì để sau đi. Rồi viết đi các bạn, nói chứ cứ viết đi ha. Rồi, tiếp hai các bạn.
Rồi quên nữa, các bạn điểm danh giùm thầy ha, xong thầy giảng tiếp câu sau. Câu sau các bạn khá rất quen luôn. Và điểm danh này các bạn thả icon, thả gì đó cũng được. Tám mười mới có 10 à, còn thiếu 6 kìa. Rồi thầy giảng luôn nhé, giảng đi xong mình sẽ qua phần listening, các bạn an tâm ở chỗ rồi. Học căng cho các bạn đừng học nhiều quá, các bạn đuối lắm. Thay đổi tới lui cho các bạn, cho các bạn đỡ mệt. Rồi cái câu cuối, cái câu cuối thực ra là cái câu chốt lại cho cái ý chính đó. Cái câu cuối là cái câu chốt lại chính á. Đây nè, thầy sẽ tổng lại rồi mình thầy sẽ chốt lại nha. Thầy sẽ tổng lại rồi thầy chốt lại, các bạn thấy nha. Cái main idea thầy nhắc lại, cái ý chính đầu tiên mình đưa ra lý do chính chứ nha. Đưa ra câu trả lời chính tại sao mình đồng ý với vấn đề trên. Tôi đồng ý với việc là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Người lớn tuổi nên tiếp tục lao động tại vì người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Tôi đồng ý việc là người lớn tuổi nên tiếp tục lao động tại vì người lớn tuổi hiện nay đủ khỏe để tiếp tục lao động. À, câu rất đơn giản. À, đủ khỏe để tiếp tục lao động hiệu quả. Thì tại sao mình khẳng định rằng người lớn tuổi đủ khỏe để tiếp tục lao động? Tại vì dinh dưỡng cải thiện, thu nhập cao, chăm sóc y tế tốt thì con người sống lâu hơn và có nền tảng sức khỏe tốt hơn. Đó, có nhiều cách giải thích nhé. Cho nên mình sau khi mình giải thích rất là rõ rồi, cho nên các bạn đợi xíu nha, để thầy chút để chỉnh lại. Thầy đọc cái thầy đưa cái ví dụ trước đi ha, thầy đưa ví dụ trước đi, thầy đọc lại nè. Chung là thầy nói về cái vị trí của câu ví dụ, các bạn thật ra để ở đâu cũng được. Rồi nhưng mà để thầy đọc cái này trước nha, thầy đọc lại nha các bạn. Rồi, cái lý do chính ở đây mình khẳng định rằng là tuổi thọ, mình khẳng định rằng là tại vì tuổi thọ của con người cao hơn, tuổi thọ con người cao hơn là tại vì có dinh dưỡng, thu nhập và điều kiện y tế chăm sóc tốt hơn. Và mình ví dụ chứng minh
cho cái sức khỏe tốt của họ. À, đó là gì? Thầy đọc ví dụ trước nha. Đó là người lớn tuổi hiện nay, thậm chí là người lao động lớn tuổi, là vẫn có năng suất và cái khả năng trí tuệ rất tốt, dù họ 65 trở lên thế giới mà đang chứng minh đó. Tại vì mình khẳng định rằng là người lớn tuổi hiện nay bởi do chăm sóc y tế tốt cho nên họ còn sức khỏe rất là tốt, sống lâu để làm việc. Thì mình chứng minh một điều là các bạn có thể lấy Việt Nam ra luôn cũng được. Tại vì câu này thầy đang viết theo cái hướng dễ trước, nó hơi ngắn nha. Là người, ví dụ chứng minh cho điều đó là người lao động lớn tuổi vẫn có sức khỏe, vẫn có hiệu suất. Tại mình đang nói người làm việc nha. Hiệu suất, năng suất tốt và khả năng trí tuệ rất là cao, vẫn còn tốt, là minh mẫn đấy các bạn. Dù họ 65 tuổi trở lên, mình có thể chứng minh điều đó. Thực ra cái câu ví dụ này các bạn viết khác cũng được ha. Mình có thể nói là những công nhân lành nghề lớn tuổi họ vẫn có khả năng linh hoạt trong công việc và xử lý tình huống tốt đó. Các bạn thấy trên nó có nhiều cách nói đó. Các bạn có thể đưa ra công việc cụ thể để chứng minh cho điều đó cũng được nhé. Chứng minh cho điều đó cũng được. Các bạn có thể nói công việc cụ thể cũng được nhé. Ở đây là thầy chỉ nói chung chung là người lao động thôi, công nhân lao động bình thường thôi, all workers. À, vẫn có hiệu suất và khả năng trí tuệ tốt khi họ sống lâu. Các bạn có thể đưa ra các công việc. Ví dụ như là những người lao động lành nghề ở công việc gì vẫn có khả năng xử lý tình huống rất là tốt hơn cả người trẻ, các bạn có thể so sánh cũng được vậy. Đó, chứng minh đó. Khả năng xử lý tình huống rất là tốt, hay là thậm chí là làm công việc rất linh hoạt, dù họ, ví dụ thôi, dù họ trên 60 tuổi. Thấy chưa các bạn? Có nhiều ngành nghề lao động hay là những ngành nghề cần sự linh hoạt tốt. Đó, các bạn có thể ví dụ cho công việc nào cũng được nhé, mình chứng minh cho điều đó. Rồi. Cho nên, à bây giờ mới đến cho nên nhé. Cho nên, sau khi mà mình đã giải thích lý do trực tiếp và đã ví dụ chứng minh rồi, thì mình sẽ có một câu chốt lại vấn đề. Thật ra câu này là câu chốt lại cho ý chính đó. Tại chính mình khẳng định rằng là người lớn tuổi có sức khỏe tốt, người lớn tuổi có sức khỏe tốt để tiếp tục lao động, đúng không? Mình đã chứng minh hết này nọ rồi, và câu này thật ra là nhắc lại cái chính đó nghe các bạn. Cho nên người lớn tuổi với tuổi thọ cao như vậy có thể tiếp tục lao động hiệu quả trong cuộc đời. Tại vì câu này thầy viết theo kiểu câu dễ, nó hơi ngắn chút xíu. Và đương nhiên là mình vẫn sẽ đổi chữ nhiều để mình tránh trùng ý nha. Rồi bây giờ thầy đọc lại hết một bài nha. Thầy đọc hết, bây giờ thầy sẽ giải thích cái vấn đề ví dụ đặt chỗ nào cũng được nè. Thầy đọc lại lần nữa đi ha. Thầy nhắc lại một lần nữa. Tôi đồng ý với việc người lao động lớn tuổi, người lớn tuổi nên tiếp tục lao động. Tôi đồng ý điều đó bởi vì người lớn tuổi có sức khỏe tốt. À, có sức khỏe tốt để lao động hiệu quả. Tại sao mình khẳng định rằng người lớn tuổi có sức khỏe tốt? Tại vì có dinh dưỡng, thu nhập và chăm sóc y tế tốt. Để tầm soát cái bệnh tật tốt hơn so với trước, các bạn có thể so sánh so với trước cũng được. So với trước, con người, từ đó con người sống lâu hơn. Ví dụ chứng minh điều đó. Có những công nhân rất là lớn tuổi nhưng vẫn có hiệu suất và khả năng trí tuệ rất là tốt. Các bạn có thể ví dụ công việc gì cũng được nhé. Khi mà họ lớn tuổi, cụ thể đó là 65 tuổi trở lên. Cho nên người lớn tuổi như vậy, người lớn tuổi có sức khỏe tốt, người lớn tuổi có tuổi thọ cao với sức khỏe tốt, nó cái này các bạn linh hoạt, mình chỉnh ra chút xíu nha, là vẫn có thể tiếp tục lao động hiệu quả như cái main idea hồi nãy mình ghi ra, và cũng là để khẳng định rằng mình đồng ý. Các bạn thấy chưa? Đó, thì cái bài này là thứ năm thầy sẽ viết một cái bài dễ theo kiểu là hoàn chỉnh ấy.
theo kiểu là hoàn chỉnh giống như cái bài trên đây, tại bài trên đây nó cái từ vựng nó khó quá cho nên thầy không đọc, nhưng mà thứ năm thầy sẽ viết cái bài dễ hơn. Rồi nhưng mà thứ năm thì thầy cũng sẽ giải thích những cái câu khó cho các bạn luôn nhé. Để thầy nói cái này chút xíu nè, là cái thường cái tiết học á, là các bạn sẽ K1 là mình sẽ học những câu dễ trước. À, thường là như thầy nói là thầy sẽ tập bài dễ, thầy giải thích bài dễ trước. Sau đó qua K2 là mình sẽ quay lại vừa để ôn lại cái bài mình mới học. Giống như cách nãy giờ thầy đọc á, thầy đang ôn lại cho các bạn đó. Và vừa để nâng từ vựng luôn. Có nghĩa là thầy sẽ giải thích về từ vựng. Từ vựng của những câu khó. Tại vì những cái câu khó, nhưng tuy nó khó nhưng mà nó chỉ là khó về từ vựng, nó chuyên hơn và thậm chí là người Pháp nó chuyên hơn, nhưng cái ý nó giống. Vì vậy là các bạn có một cái lợi thế là khi mà mình nắm được cái ý rồi đó thì lúc mà nâng về vấn đề từ vựng các bạn dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn. Tại vì mình nắm được cái ý thì qua cái này nó là một ý, mình nhớ được cái ý thì cái từ vựng các bạn dễ đối chiếu, các bạn dễ nắm được cái từ vựng. Tại vì trước đó mình cũng học cái từ vựng dễ rồi đúng không? Thì các bạn sẽ nhớ được cái nghĩa tốt hơn, tại vì nó dựa theo cái câu dễ bên trên mình nói. À. Đó, thì cách học là như vậy nghe các bạn. Tại K2 thì mình vừa được ôn lại ý mà vừa được học cái từ vựng mới. Như vậy là các bạn nhớ được cái ý và bổ sung từ vựng ha. Thì bây giờ đúng là K2 thầy sẽ giảng cái từ vựng khó cho các bạn nè, thấy chưa? Inclusion of all the individuals in the workforce. Toàn là từ vựng chuyên mà inclusion là thêm vô, thêm người lớn tuổi vô lực lượng lao động, chính là tiếp tục lao động đó. Các bạn thấy chưa? Xã hội ngày càng già đã dẫn đến một cái tranh cãi rằng, thầy đọc câu này thử ha. Các bạn hiểu tại sao hồi nãy thầy bỏ bớt cái câu là xã hội già không? Tại vì cái ý này nó hơi chuyên sâu. Hồi trước đó là cái người lao động họ nghỉ hưu sớm được đúng không? Họ nghỉ hưu sớm được, nhưng mà bây giờ do cái tình trạng là cái xã hội nó ngày càng già đi, tại vì cái tỷ lệ sinh nó giảm đó, là thành ra là cái người già ngày càng đông nhưng mà người trẻ ngày ít, thì chính cái việc mà xã hội ngày càng già đi cho nên là bị thiếu lao động. À, mà thiếu lao động thì đương nhiên là nên người già nên tiếp tục lao động, tiếp tục lao động. Thì hồi nãy thầy có đưa một cái ý, cái này thực ra là của bên cái bài nghiên cứu luôn đó, cái ý mà thầy thêm đó là tuổi lao động bắt buộc nên bị bỏ đi, tại hồi trước á, là nó bắt buộc tới tuổi đó là phải nghỉ hưu. Các anh coi lại cái luật xưa đó. Ý đó là nó đưa ra là nó tới tuổi đó là thường sẽ là người lao động nghỉ hưu, chủ yếu là bắt buộc là bên nhà nước á. Bên nhà nước tới tuổi đó là em sẽ không còn lao động chính nữa mà giống như được nghỉ hưu để hưởng hưởng lương hưu á. Còn bên tư nhân thì thường là nó không có áp dụng như vậy, nhưng mà nó gọi là nó sẽ lọc lại cái lao động, thì thường tới tuổi nghỉ hưu là nó sẽ bớt đi, giống như ba cái bạn xưa cũng bị như vậy. À, tới cái tuổi đó là làm tư nhân thôi, nhưng mà nó sẽ loại bỏ ra những người lớn tuổi để đưa những người trẻ vô. Ừ. Giống như tới tuổi đó, nhưng bây giờ thường là khi mà bỏ đi cái quy định bắt buộc là tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu tuổi, thì tư nhân có thể là, hoặc là người lao động họ muốn lao động tiếp, nó vẫn có điều kiện, nó vẫn có cái khả năng lao động tiếp nó cao hơn. Ừ, tại vì tư nhân người làm vẫn phải theo quy định nhà nước mà. Đó, cho nên là nó có cái sự kiện đó. Nhưng mà hồi nãy cái câu viết lại vấn đề thì thầy có bớt ra hay thầy có bỏ ra cái câu là không cần phải ghi cái chữ là tuổi lao động bắt buộc, thầy ghi thêm cái câu là viết lại vấn đề. Cái câu này là bên bạn nghiên cứu ấy, có đó thầy đưa vô. Ừ. Nhưng mà các bạn không ghi cũng được nhé. Cho nên tại sao nãy Vi hỏi đó đúng không, thì cái đó là hồi trước là nó có theo cái thông tin đó, đây là bên bạn nghiên cứu nó có nói luôn, là nhiều khi cả nhà nước với tư nhân nó dựa theo cái tuổi đó và nó buộc người ta phải nghỉ hưu sớm, cho nên là giờ người ta muốn lao động nữa cũng cũng khó, gọi là cũng khó luôn đó. Nhưng bây giờ là nó gặp cái tình trạng là xã hội ngày càng bị già già đi, vì vậy là người lớn tuổi nên được lao động tiếp, thì cái cách gì này thường là nó sẽ tăng cái tuổi nghỉ hưu. Có cái bài sẽ nói về tăng tuổi nghỉ hưu nhé. À, cái này các bạn xài được ý này nè, các bạn có thể nói là cái chữ tuổi nghỉ hưu là được tăng cũng được mà. Đúng rồi, cái này nên được tăng cũng được. Ừ. Các bạn muốn sử dụng cái chữ là tuổi nghỉ hưu nên được tăng cũng được nhé.
thì để cho những người đó vẫn tiếp tục lao động, hay là họ muốn lao động tiếp, họ vẫn dễ dàng lao động tiếp, không bị ràng buộc bởi luật đó. Để bù trừ cho cái số lượng người trẻ bị giảm đi do cái tỷ lệ sinh. Đó chính là cái lý do tại sao nãy có cái câu là cái xã hội ngày càng già đi và tuổi nghỉ hưu bắt buộc nên được loại bỏ đó, để tăng cái số lượng lao động đó. Thì cái ý này là thuộc nó ý của nâng cao rồi đó, cho nên là cái câu những câu trên thì bớt là như vậy cho các bạn chưa biết đỡ bị rối. Câu nâng cao thì đương nhiên là bắt buộc phải biết để mình tăng kiến thức ha. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đọc cái câu này để cho các bạn biết biết thêm. Còn bây giờ mình sẽ làm cái phần listening ha. Còn thứ năm thì mình sẽ qua cái phần bài 2 và kết bài, và chắc chắn là thầy sẽ giải những câu nâng cao. À, tại hôm nay mình làm listening đó. Cái tuổi, cái vấn đề mà sự già đi của xã hội đó nghe là biết nâng cao rồi. Aging of society nghe là biết rồi. Sự già đi của xã hội đã dẫn đến cuộc tranh cãi, dẫn một số người đến tranh cãi cho việc loại bỏ tuổi nghỉ hưu bắt buộc và phải thêm những người lớn tuổi vô lại lực lượng lao động. Các bạn nghe là biết thì nó khác liền thấy chưa? Chắc chắn thì các bạn cơ bản biết biết trước thì được, tập theo cho nó quen trước thì được, chứ biết được liền chưa biết được liền đâu. Tại vì nó nghiêng về cụm danh từ rất là nhiều. Thêm, inclusion là thêm đó, include đó, danh từ include. Thêm những cái cá nhân lớn tuổi vô lực lượng lao động, nghe là biết giống. Nhưng mà các bạn nhớ nó giống như cái ý hồi nãy đó, là người lao động, người lớn tuổi nên tiếp tục lao động đó. Nè, cái chữ mà tiếp tục lao động này nó nữa. Từ cái câu mà continue working đúng không? Từ câu mà tiếp tục lao động nè. Thấy chưa? Từ câu tiếp tục lao động mà nâng thành cái chữ này. Thêm người lớn tuổi vô lực lượng lao động nè. Đó, đấy. Nhưng mà chắc chắn là rất là khó nhớ. Câu này để nâng cao ha. Tuy nhiên, tôi tin rằng là khía cạnh này cần phải xem xét. Cái này thì giống như ý rồi, nhưng mà từ vựng nó khó hơn. Nào, mấy câu quỷ này khó nè, các bạn khó nhớ lắm. Với sự già đi của xã hội, ngày càng được quan tâm về, ngày càng có sự quan tâm ở growing interest về việc là loại bỏ tuổi nghỉ hưu bắt buộc, và người lớn tuổi nên được xem là một phần của lực lượng lao động, cái từ nó sẽ có. Và tôi tin rằng á, là cái câu nói này nên được đưa vô xem xét. À, từ vựng mới liền, be subject to mà. Nó cũng một ý thôi nhưng mà từ vựng nó khác rồi. Nên được đưa vô modification xem xét. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy nó khó liền, thấy chưa? Ý thì hiểu nhưng mà viết nó khó lắm. Cho nên là chưa quen thì các bạn cứ áp dụng theo những câu bên trên hồi nãy thầy chỉ ra ha. Quá dễ luôn. Những người lớn tuổi nên tiếp tục lao động nếu họ có thể làm được, đơn giản vậy thôi. Hay là người lớn tuổi nên vẫn còn trong lực lượng lao động, có nghĩa là vẫn còn đi làm đó, nếu họ muốn tiếp tục làm. Đó, nãy thầy giải thích cho các bạn con nó dễ. Chưa, thầy chưa giải thích hết mà. Để đi, thầy giải thích hết. Còn một cái bài trùng đề nữa nè, để thầy viết cái bài trùng đề cho các bạn. Mấy cái quỹ bài nghiên cứu đó, ý nó hay nhưng mà nó có nhiều cái từ vựng nó hơi khó. Các bạn đợi xíu để thầy đi đi cái bài trùng đề này nhé. Các bạn đợi chút. Nè, cái bài trục đề này nè, không cần, hình như các bạn khá có làm rồi mà không biết nhớ không. Nói chung là khá làm nhiều lắm. Nè, có cái bài trục đề này, cái bài này thì là của giám khảo nha các bạn. Bài này không có theo cái gì thời gian, cái bài này của giám khảo. Nè, các bạn coi ha. Trong thế giới phát triển, có nghĩa là đang nói cái nước giàu đó, cái nước giàu đó, cái nước phát triển đó nha các bạn.
thì tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, và nó đang hỏi là vậy thì cái điều này là đang nói tuổi thọ tăng đó gây ra vấn đề gì cho bản thân mỗi người và xã hội, nghĩa là nó hỏi là tuổi tuổi thọ cao thì gây ra vấn đề tiêu cực gì đó cho người lớn tuổi, cho cá nhân, cho mỗi người luôn, bao gồm người trẻ đó, bị tác động gì, giống như người người con thì ít mà người lớn tuổi thì đông đó, bị là phải chăm sóc người già nè, rồi gánh nặng về thuế thuế cao hơn nè, tại vì người trẻ ít mà, nhưng mà chi phí chăm sóc người già tăng, tại vì người già quá nhiều, tuổi thọ tăng mà, cho nên là người trẻ bị gánh nặng thuế cao trước đó. À, và xã hội ha, và nó hỏi á, là giải pháp là gì để giảm thiểu ảnh hưởng của tuổi già, có nghĩa là đang học bài này nói về vấn đề tiêu cực và giải pháp là gì. À, nhưng mà cái này mốt cái này làm sao mình mới học, nhưng mà nó sẽ có cái ý này, nó có giải pháp này thôi. Nè, có một cái ý nó giống này, giải pháp cho việc mà tránh bị ảnh hưởng của tuổi già lên xã hội đó là tăng tuổi nghỉ hưu. À, nè, thấy các bạn thấy nó giống chưa, tăng tuổi nghỉ hưu nè, từ 65 lên 70, cái này là của giám khảo ghi nha, nhưng mà mình có thể mình viết bên Việt Nam, mình lấy ví dụ là mình đưa cái Việt Nam mình khác chút xíu nha, phụ nữ bao nhiêu làm bao nhiêu có nha các bạn lấy cái đó đưa vô cũng được và chứng minh điều đó này, tại vì nè cái này thì giám khảo sẽ đưa ra từng giải pháp rồi cũng giải thích lý do trực tiếp này, các bạn thấy nó giống không, giải pháp đó là tăng tuổi nghỉ hưu cho người già là từ 65 lên 70, bởi vì người lớn tuổi ở cái tuổi này vẫn đủ khỏe để tiếp tục lao động, các bạn thấy nó giống chưa, nó có giống một phần ý rồi đó đó, vậy mới nói là xài lại rồi đó, cũng là một câu ý chính và một câu giải thích trực tiếp đó, thấy chưa các bạn. À, chưa đâu, còn nhiều cái xuống thứ 12 muốn mình xài được nhiều lắm. Ừ, là nó có trùng một phần rồi nè, thì cái chữ hồi nãy thì nó là bỏ đi cái tuổi nghỉ hưu bắt buộc ấy, thì các bạn không lấy cái chữ đó cũng được và các bạn có thể nói là tăng tuổi nghỉ hưu cũng được luôn, các bạn hiểu cái chữ tuổi nghỉ hưu, bỏ tuổi nghỉ hưu bắt buộc không, là ví dụ như tới 60 là bắt buộc nghỉ hưu theo luật định rồi hả, thì bây giờ tới tuổi đó là chưa nghỉ hưu có thể làm tiếp, có thể làm tới lớn một chút cũng được, thì thường thường là người ta sẽ tăng cái tuổi nghỉ hưu lên vẫn cho tiếp tục làm việc ha, thì các bạn không muốn lấy cái đó các bạn có thể lấy là tăng tuổi nghỉ hưu cũng được luôn. Ừ, các bạn thấy nó giống rồi đó. Ừ, thay vì mình nói là tuổi nghỉ hưu bắt buộc nên được loại bỏ thì các bạn có thể đổi lại là tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cái tuổi nghỉ hưu nên được tăng cũng được đó nha, thực ra hai bài này nó có phần ý giống nhau rồi đó. Ừ, nhưng mà cái ý này hơi khó cho nên là thầy tạm thời thầy để qua thầy lấy cho các bạn ký trên cho nó dễ nè. À, rồi còn những gì của thân bài 1 thì các bạn hiểu rồi đúng không, từ vấn đề là tôi đồng ý với việc là tiếp tục lao động bởi vì người lớn tuổi đủ khỏe, lý do trực tiếp đó là dinh dưỡng, thu nhập và tiến bộ y tế tăng tăng cao hơn trước con người đủ khỏe để lao động, rồi ví dụ chứng minh cho điều đó đó là nè các bạn thấy chưa, từ 65 tuổi trở đi thì người ta vẫn còn khả năng linh hoạt, hiệu suất tốt và khả năng trí tuệ tốt cho nên vẫn lao động được. À, cho nên người lớn tuổi vẫn có thể tiếp tục lao động đó. Thì các bạn thì nhắc lại các bạn có thể đưa cái ví dụ này làm ví dụ cho câu giải thích lý do vẫn được nha, rồi sau đó các bạn hẳn chốt lại cho cái ý chính vẫn được nha. Đó. Rồi bây giờ mình qua listening nha các bạn, nếu bạn nào không hiểu gì cứ cứ nhắn vô lớp hoặc là nhắn riêng cho thầy cũng được để thầy chỉ riêng luôn. Tại bữa sau thì thầy sẽ viết ra một cái bài dễ nữa cho các bạn dễ tổng hợp chút xíu. Rồi bây giờ mình qua listening nhé, còn giờ dư giờ nhiều lắm. Các bạn mở lại cái bài hôm trước mà mình nghe một phần mới phần 1-2 á, cái mà máy nước nóng á, rồi bây giờ mình qua phần 3-4 nha. Các bạn đợi xíu, đổi không khí chút xíu.
Ừ đúng rồi, quên nữa, đề này nữa nè, cái này cũng của giám khảo nữa nè, cũng trùng nữa nè, các bạn trùng một phần nè. Thầy đọc luôn ha, tập thầy đọc luôn đi cho các bạn đọc. Phát triển về kinh tế thường thường được sử dụng, phát triển kinh tế có nghĩa là giàu nghèo đó, nước kinh tế mạnh, kinh tế phát triển đó, thì thường được sử dụng để đánh giá sự thành công của quốc gia. Các bạn hiểu không, nghĩa là cái nước đó có kinh tế mạnh nghĩa là quốc gia đó mạnh. Tuy nhiên người một số người tin rằng là còn những yếu tố khác để đánh giá quốc gia đó, ví dụ như là ngoài kinh tế mạnh thì giáo dục nè có tốt không, an sinh xã hội cho người lớn tuổi có tốt không, điều kiện lao động, vấn đề thất nghiệp có tốt không, vấn đề thất nghiệp có cải thiện được không đó, ví dụ như vậy. Bài này về vấn đề kinh tế mà, thì á, ý thầy nói là nó có cái chỗ này nè. Nè, ý là thầy đang cho các bạn thấy là nó trùng ý ấy. Đúng là mình viết qua bài này mình có thể lấy lại cái bài bên kia của mình, bao gồm ý tưởng và từ vựng để mình làm đó. Nè, vấn đề mà cung cấp về chăm sóc sức khỏe, thầy đọc cái này đi ha, cho các bạn biết ý thôi. Cũng là một yếu tố, cũng là một cái yếu tố về tiêu chuẩn sống cho một đất nước. Và cái này được đánh giá bằng việc là tuổi, nhìn vô cái tuổi thọ, tỷ lệ tuổi thọ trung bình, nghĩa là cái nước nào có tỷ lệ tuổi thọ trung bình cao là nước đó nó tốt hơn. Có chăm sóc y tế này, thấy từ chăm sóc y tế chưa, bên mình hồi nãy bài có chữ chăm sóc y tế tốt hơn đó, thấy chưa, rồi có nữa nè, dịch vụ y tế tốt hơn. Ở đây thì giám khảo ghi là sự có sẵn của dịch vụ y tế chính là vấn đề chăm sóc bệnh tật cho người già đó các bạn, thì nó lại giống như cái bài bên đây của mình. Nó có cái này, nó có cái mà thầy ghi cho Việt Nam này, bảo hiểm y tế miễn phí, phương pháp điều trị tiến bộ đó. Ví dụ như mình không ghi cái sự có sẵn của dịch vụ y tế mình có thể ví dụ cho cái này, không ghi cái này cũng được, hoặc là ghi lại cái này là mình ví dụ ra là tiến bộ y tế như thế nào này. Đó mình có thể nói ra là bảo hiểm y tế miễn phí, điều trị tốt, người già được được theo dõi chăm sóc sức khỏe miễn phí thường xuyên đó. Mình có thể cụ thể hóa ra cho cái medical services này đó, các bạn thấy chưa, thấy nó giống rồi chưa, cung cấp chăm sóc y tế là một tiêu chuẩn cho sống một quốc gia. Cụ thể đó là tỷ lệ tuổi thọ tăng cao và dịch vụ chăm sóc y tế. Có thể ví dụ ra là dịch vụ đó như thế nào? Đó là bảo hiểm y tế miễn phí, điều trị tiến bộ cho người già. Thường người già bên mình là được miễn phí hết nha các bạn. Người hình như là 80 trở lên đó. Và được theo dõi sức khỏe miễn phí để tránh những bệnh nguy hiểm đó. Thấy chưa? Các bạn đưa vô cái bài này cũng được luôn nè. Ở đây thì giám khảo chỉ nói chung chung là dịch vụ y tế là mình ví dụ ra luôn. Còn này bên bài này giám khảo không có ví dụ nha. Các bạn có thể ví dụ ra luôn. Thì các bạn thấy được là từ những cái chung chủ đề và từ vựng là các bạn xài được rất nhiều bài đó nha. Đó. Nhưng mà chắc chắn thì tới đó thì mình viết thì thầy sẽ viết ra gợi ý, thầy sẽ nhắc lại những cái bài mình học rồi. Đó các bạn thấy nó trùng được một phần, hiện tại thì cái bài này thầy chưa giảng xong mà. Đó, thấy nó trùng được một phần rồi đó. Đặc biệt là bài này nè, giải pháp cho ảnh hưởng của tuổi già lên lên xã hội này, một trong những giải pháp đó là tăng tuổi nghỉ hưu, và đương nhiên phải nói lý do tại sao tăng chứ, đủ khỏe để lao động tốt, thậm chí các bạn nhấn mạnh ra luôn tại sao đủ khỏe nữa, ăn điểm bên phần này liền đâu rồi ta. Đủ khỏe tại sao? Dinh dưỡng, thu nhập và tiến bộ y tế, chăm sóc y tế tốt hơn. Thậm chí là không thích lấy cái đó, lấy ví dụ tại Việt Nam luôn. Còn chưa? Tự nhiên mình có được cái ý giải thích, mình dùng lại được cái ý tưởng và từ vựng để mình đưa qua giải thích hoặc ví dụ cho bài khác, không thấy chưa? Đó là cách phát triển bài đó đấy chứ. Thầy gửi tới đây hoặc là các bạn viết khác dịch đỉnh được rồi, nhưng mà viết khác ở đây là dựa theo cái mình đã học đó, tự nhiên cái bài này các bạn viết được luôn, thầy chưa có giảng cái dưới đó nè. Ok ha.
từ từ đi, quan trọng là mỗi bài, thứ nhất là quan trọng là mỗi bài như vậy các bạn phải thực sự các bạn phải luyện tập nhiều để thực sự là nắm cứng cái ý tưởng và từ vựng tốt hơn ha. Thầy chỉ yêu cầu các bạn lấy những cái đơn giản trước thôi nhé, còn các bạn khá thì tự chủ động lấy mấy cái dưới cũng được luôn, còn các bạn cơ bản cứ lấy trên đây là đủ rồi, trên đây là đủ các bạn luyện tập để các bạn nhớ và xài được khác rồi, đủ điểm cao luôn đó chứ, thế là tại vì nó hoàn chỉnh rồi. Rồi bây giờ mình qua listening nghe coi phần 3 nhé, còn sớm mà. Rồi chỉ phần số 3, hôm bữa mình mới làm phần thứ hai à. Ở đây thì nó sẽ có câu 21, để thầy tắt cái record này, thầy mở lại.